Đi nhanh đi. Bà Sáu ơi, về về gặp chị nữa. Từ từ chứ con. Để rồi má, từ từ má đi cho à, con kéo má lẹ quá vô vậy. Vô đi, để con rửa tay cái để nó vô vô đi. Vô chị la con. À, chị ơi, em về rồi nè. Rồi, ra liền, ra liền. À, ra trước em vô đây. Chị hai rước vô nhà. Dạ, má. Trời má mới về hả? Má mới về. Con làm ơn con ra, con rước em con vô. Con coi nó ca từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Nó ca làm xóm hôm xòm mới đặt. Xuống đi, chợ tới nhà rồi, đứng đó nữa. Thôi bây giờ gì nè, em đem cái vỏ trái cây vô. Rồi em để thêm nhang đèn. Một lát nữa hai chị em mình đi qua thăm mộ của má nha. Đi thăm mộ của má hả? Ừ. Đi thăm mộ của má. Trời ơi, thằng này nó khùng không biết nói sao nữa. Má, con cảm ơn má nhiều lắm nha má. Những lúc mà không có con ở nhà, cũng may là nhờ có má chăm sóc cho nó. Không biết cái ơn này bao giờ con mới trả hết nữa. Con à, chòm xóm với nhau trong kia quái khổ thì có mình lây lất lo với nhau có chi đâu mà con ngại. Dạ. Má thương nó lắm, má nuôi từ nhỏ lớn giờ nó khùng vô cùng luôn á. Nè má hả? Mà làm tao hết hồn hết vía vậy mày. Con xin lỗi má uống nước đi. Trời, uống nước thì nói má uống nước mà làm tao đứt tim tao chết sao mày. Má. Gì? Thôi, biết rồi. Đồng tiền con gửi cho má ha, để dành bỏ ống á, để con cưới chồng cho vợ. Má ơi. Gì? Ôi trời ơi, mấy con vịt ở bên nhà má nó bụng kêu cặp 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 kìa. Má về cho ăn đi nghe má. Rồi, má biết rồi. Hồi đó không có chị hai con á, thì con ở bên cạnh má, lúc nào cũng kêu má Sáu ơi, má Sáu à. Bây giờ mày có chị mày rồi, mày buông thả tao phải không? Được rồi, tao đi. Con ơi, má đi về nhé. Hồi nãy á, con mới ở hái ở trong vườn được mấy trái xoài. Má ở đây chấm mắm đường ăn với con đi, ngon dữ lắm luôn. Trời ơi, tao có răng cỏ đâu mà tao nhai xoài. Má không có răng. Về nghe. Má không có răng. Con má thơm mùi cá chiên quá. Em á nghe. Em hư dữ lắm luôn nha. Bữa nay em biết xài tiền nữa hả? Xài tiền? Nãy em đòi tiền cái gì mà không phải, không có đòi tiền nữa nha. Vậy chứ tiền gì mà em đòi má Sáu? Cái đó là khờ có công chuyện mà. Trời đất, công chuyện gì? Thì em lấy tiền này gì? Để bỏ nghèo. Này biết bỏ heo nè. Ngày mà đám cưới của chị hai á, cái trời đập con heo, cờ mua cao trầu. Cờ mua thật nhiều bánh kẹo cho bà con ăn vô bụng mỡ. Trời, bánh kẹo thế nào á, bà con nói xong cũng khen. Mày có đứa em con kéo vô cùng mà chưa hết đâu, ngày rằm là ngày 15 á. Em mua nhang đèn thắp sáng rồi em nguyện cầu cho chị hai được nhiều hạnh phúc. Chị biết không, ở gần chị hai á thì em vui nhiều hơn không. Bây giờ cờ đã lớn con, chị đi lấy chồng khờ không khóc đâu. Thiệt không khóc không? Thiệt phải không? Thiệt. Bởi vậy tôi biết rồi. Hồi đó đó còn nhỏ, bây giờ người ta lớn rồi, người ta đâu cần chị hai nữa. Hồi đó nói đi lấy chồng cái khóc lên khóc xuống,
Bây giờ tôi không lấy chồng, rồi suối tôi đi lấy chồng. Vậy mai mốt tôi đi lấy chồng thử coi có ai khóc không biết liền. Gì mình lấy chồng hoài à? Thì cũng tại bà Sáu đó. Bà Sáu sao? Thì mỗi lần bà Sáu chở em đi chợ á, cái bà Sáu ngồi trên chiếc ghe, em ngồi em hát cái bài hát chị Hai dạy em á. Cái má Sáu nói vậy nè. Sao nói vậy nè? Nói sao? Mày ngang. Mày nhắc chị mày hoài ngang. Nó nhảy mũi rồi sao? Trời ơi, mốt mới đi lấy chồng bỏ mày. Không lẽ mày đi theo nó mà? Trời ơi, chọt đuôi mắt chị luôn á. Con xin lỗi mà má Sáu nói vậy á. Cái em suy nghĩ, chị Mận ở trên sống trên đó, người ta lợi, người ta cứ chị Mận. Thì á, chị Mận đi theo người ta. Còn em để dành nhiều tiền lên, cái em cứ chồng cho chị. Cái lúc đó người ta về đây người ta ở, hai chị em mình ở bên nhau hoài luôn, sống suốt đời luôn. Thấy em khôn không chị Hai? Em khôn không? Ôi, em khờ quá à. Làm sao chị có thể bỏ em ở lại đây? Bên mây tranh nghèo cũng đưa em lên, nhìn em vui cười, chị đâu nghĩ đến niềm riêng, niềm hạnh phúc âm đêm. Hai, em xem chị Hai như là cha mẹ, cần vòng tay ấm áp đỡ đần khi em khóc em buồn. Em hứa nha là không quậy phá nữa đâu, để cho chị yên tâm. Em khôn lắm, em trẻ củi nấu cơm rồi quét nhà. Khờ biết cái câu chị ngã em nâng nữa hả? Em biết chứ chị Hai, má Sáu nói mà. Chị ơi, khờ muốn lúc nào á chị Hai cũng ở bên khờ hết, cho đến khi em già em xấu quá. Muốn được chị hát trụ trong những đêm gió lạnh mưa buồn. Muốn được ở gần chị ấy mãi mãi hoài hoài. Khi hôm chị đi á, em buồn em khóc, em trốn ở trong buổi kịp mận á, mà nước mắt em rơi nè. Mày đi vô nhà, mà em không có chịu vô. Em sợ chị giận, chị đi chị không về nữa. Chị ơi, con ở nước còn có em có chị, chị đừng bỏ em thôi thôi có một mình. Để chị nói nghe nè. Ồ. Chị không có bỏ Út đi nữa. Út chịu không? Không đi nữa ha. Chịu không? Chịu. Trời đất ơi, sáng giờ đi đâu mà áo hôi rình vậy? Thôi nè, em cởi áo ra đi, rồi cái chị thay áo mới cho em. Chị Hai làm gì hả? Thì chị thay áo cho em. Thôi đi, hôm nay hả, ta lớn rồi đó. Chị bữa nay á, chị vui dữ hả? Có người yêu rồi đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, bữa nay có người yêu luôn. Hết biết thằng này. Thay áo nhanh nhanh đi, rồi còn đi ra mộ của má nữa nha, không để tối rồi đó. Rồi.
gì vậy? Ủa anh Hòa, anh làm gì vậy anh Hòa? Tôi yêu Luận mà Luận, tôi yêu Luận lắm mà. Tại sao Luận không yêu tôi? Tôi có gì không bằng người ta đâu. Tôi chờ Luận lâu lắm rồi đó. Luận ơi, tôi yêu Luận mà Luận. Đừng, tôi làm anh bây giờ. Anh đừng có làm vậy mà. Tôi yêu Luận anh Hòa. Luận anh ơi, đừng có làm tầm bậy. Luận ơi, tôi không thể nào để mất Luận được. Mày, mày đứng đó. Tao liều mạng với mày đó. Nè, bình tĩnh nha. Đừng làm ấy nha. Em định làm gì tôi? Em định làm cái gì tôi? Em thử đi. Tôi giết mày. Mày ai ơi đi. Mày buông ra. Mày đừng ra. Buông ra. Nghệ sĩ Hồng Sáp, nghệ sĩ Kim Luận và nghệ sĩ Minh Hòa cùng vũ đoàn đã hỗ trợ cho tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Hải. Cảm ơn em. Cô còn hay lắm á. Nhanh nhẹn ghê lắm vậy đó. Nhìn thấy cô rồi là cháu nghĩ là mình diễn vai già ở trên sân khấu đó. Các bạn trẻ, các bạn hãy nhìn cô đi, để mà diễn cho chân thật. Cô diễn hay lắm cô ơi, mà cô diễn còn bén lắm phải không quý vị? Trời ơi, coi cô mà nước mắt chảy ròng ròng vậy đó cô nha. Cô cho nên là bây giờ cô đừng có đứng đằng sau nữa, mà cô tìm cách đằng trước đi hả? Đằng trước có ai biết cô đâu. Dạ. Cô phải đứng đằng sau sân khấu. Dạ. Để bận đồ cho các em nó diễn. Còn trẻ là cống hiến cho khán giả. Đến khi lớn rồi thì đứng đằng sau cánh gà để mà lo cho các cháu. Bây giờ cái lần này phải cảm ơn con á Hải.
Dạ, nói chung thì con cũng kiểu như con với má thì cũng làm việc với nhau nhiều. Con đi theo thì má, con đi hát thì má ủi đồ này nọ. Con nói má ơi, má làm ơn má giúp con đi. Thôi má không chịu. Trời, con đi theo năn nỉ hoài vậy. Cảm ơn con quá. Cảm ơn con nhiều lắm. Nghe con nha. Anh đây là dạ. 81 tuổi rồi. Mới có 81 thôi. Cảm ơn khán giả. Hôm nay hãy chọn một cái đề tài này. Tôi rất là thích. Đúng ra đời thường như thế. Để cho chúng ta dễ hiểu, phải không chị? Yeah. Quá là dễ hiểu. Một người khờ mà được may mắn. Được gặp những người tốt bụng dạy cho ta những bài học ở đời. Dạy cho ta cái tình người đối với tình người và đạo đức của con người. Đây là một cái tiết mục vô cùng giá trị. Tiết mục này chú rất là thích luôn. Cảm ơn Hải rất nhiều và cảm ơn bác 81 tuổi mà diễn còn nghĩa là khỏe khoắn như thế. Cảm ơn cái tiết mục này, rất tốt. Chị Mỹ cảm ơn Hải và tất cả các ekip cùng chúng ta góp sức với Hải để có một tiết mục mang tính nhân văn rất là cao. Tình nghệ sĩ chúng ta là như thế đó, đó. Sống chết với nghề và sống chết với đồng nghiệp của mình. Em chọn một tiết mục rất là hay. Một cái ngọn lửa tiếp sức cho em. Trong kịch bản của em lại có cái tình và cái tâm nữa. Cái tâm của người nghệ sĩ và cái tâm của cái tình gia đình nữa. Chị chúc mừng Hải hôm nay. Hải đã diễn một cái vai cũng rất là tròn vai của mình. Rất là dễ thương. Cảm ơn em. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10! Dành cả Tải Châu. 10! 2 điểm 10 tuyệt đối. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Ngãi. Xin mời ạ. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,6. Chúc mừng bạn. Hoàng Hải là nghệ sĩ cải lương. Kính thưa quý vị, như quý vị được biết, chắc hẳn rằng quý vị không xa lạ gì với gương mặt của Hoàng Hải thông qua các chương trình game show hài. Nhưng quý vị ơi, để được đứng trên sân khấu, Hải phải trải qua rất nhiều thử thách. Và Hải còn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà Hải bước vào một công ty để xin việc. Rồi, mấy đứa này là chị nhận việc nha. Cảm ơn nghe chị. Má dạ, đi làm dạ, cho chị. Dạ. Rồi, mấy đứa là không có đủ tiêu chuẩn ở công ty chị đi về. Ủa, sao kỳ vậy chị? Dạ, đúng không? Dạ, con. Dạ, em. Dạ. Ủa? Em chào chị Đào. Em đến xin việc làm hả? Dạ. Đây hồ sơ của em á chị. Em tên gì? Dạ, em có ghi sẵn trong đó á chị. Tôi muốn nghe em nói được không? Còn nếu em nói không được thì em về với mấy bạn kia luôn đi. À, dạ, em nói chứ chị. Ừ. Dạ, à, em tên là Hoàng Hải, quê ở Tây Ninh, lặn lội xuống đây, tìm vào đây. Vào đây để làm chi? Em vào xin việc gì em làm cũng được. Nhưng á, em có bằng gì? Dạ. Nếu mà hợp á thì chị giúp liền. Dạ, dạ thưa chị, em có bằng nghệ thuật biểu diễn cải lương. Oh. Thôi! Trời ơi em ơi, cái bằng của em vô đây làm cái gì? Em không có hợp đâu, đi về giùm chị đi nè. Dạ không, em còn một cái bằng nữa đó là bằng kế toán. Kế toán? Dạ. Trời ơi hay quá, chị mới mướn được đứa kế toán nè em. Ủa? Chị ơi, vậy ở đây mình còn cái nghề gì khác không chị? Thì chỉ còn một cái tạp vụ thôi mà mấy đứa kia nó không chịu làm. Tạp vụ là làm gì chị? Tạp vụ nghĩa là em đánh máy nè, photo nè, bưng trà, rót nước. Rồi thỉnh thoảng thì em lau dọn văn phòng. Đơn giản thôi hả? Ủa đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Em làm được. Vô làm. Dạ. Cuối cùng thì một tháng thử việc cũng đã xong. Hải. Dạ. Hôm nay chị thông báo cho em cái kết quả thử việc của em nè. Dạ kết quả sao chị? Em bị đuổi việc. Ôi chị ơi, bộ em làm không tốt hả chị? Đâu có, em làm tốt nữa là khác kìa. Vậy sao em bị đuổi chị? Tại vì em không biết nghe lời. Chị là sếp của em, chị giao cho công việc của em cho có một thôi mà em dám làm lên tới 10. Trời ơi em giỏi như vậy
Rồi lỡ một mai sếp ở trên biết được trọng dụng em, sa thải chị, lúc đó thì chị phải sống như thế nào đây hả Hải? Chị ơi, như vậy là em bị đuổi việc. Sau khi bị đuổi khỏi công ty, tôi vẫn luôn cố gắng, không nản chí, và tôi đã trải qua rất nhiều những công việc khác nữa. Giao bánh pizza, phụ hộ, bưng hủ tiếu gõ, mọi thứ. Dạ, anh ơi, cho em xin vào công ty của anh làm nha anh. Dạ anh ơi, công ty em tuyển người mẫu. Anh à, anh ơi, anh cho em xin vào vũ đoàn của anh. Em múa cũng được, em biết múa, em múa giỏi lắm á. Nhưng mà vũ đoàn của anh không có cần người nữa em. Chị ơi, chị cho em xin vào quán của chị làm đi. Em hát, cái gì em hát cũng được hết đó chị nha. Rất tiếc, quán chị đã đóng cửa rồi em. Mẹ ơi, có phải con là một đứa con vô dụng lắm phải không mẹ? Không đâu con trai của mẹ. Mẹ biết lúc này con rất là mệt mỏi. Nhưng con ơi, khó khăn chỉ là thử thách, rồi đây nó sẽ là hành trang cho con vững bước vào đời. Phải, mình đã từng có ước mơ, mình đã từng mong muốn phải được thực hiện. Mình phải mạnh mẽ lên, rồi đây ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Mình sẽ được đứng trên sân khấu. Là tôi thích cái cách vào chuyện của bạn. Bạn là nghệ sĩ cải lương, bạn xác định như thế. Và rõ ràng là bạn hiểu cái loại hình này, nó truyền thống nhưng mà nó hiện đại như thế nào.
trong cái diễn tiến của câu chuyện đó, rõ ràng là bạn đã cố gắng hết sức mình để bạn giữ được cái ước mơ đầu tiên của đời mình. Trước đây thì cái giọng của Hải nó ấm hơn. Có lẽ là một thời gian dài khi mà bạn giữ ai đó thì bạn làm cho cái giọng của bạn nó bị tưa. Cố gắng để mà giữ giọng nha. Dạ, rất cảm ơn bạn. Cô. Cái tự sự của bạn Hải nãy tôi thấy rằng tôi chia sẻ lắm. Tiếp một bạn tôi nghĩ rằng rất hoàn chỉnh. Giọng hát bạn tôi nghĩ rằng tốt đó. Nhưng mà cố gắng, hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục trong chương trình Sao Nó Ngồi và đạt điểm cao. Cảm ơn bạn. Tôi rất thích cái đoạn mà bạn là người thanh niên năng động. Nhưng mà nên nhớ, mình là nghệ sĩ hát cải lương nha. Diễn gì diễn, khi hát phải chạm vào trái tim của người ta. Thì cái đoạn đầu trước khi vào vọng cổ, ca phải chắc. Mình hát bài bản lớn, bản nhỏ gì cũng phải chắc. Rồi lúc vô vọng cổ cũng vậy nữa. Cái cách mà em hát bữa nay đó, em áp dụng vô cái cách hát của em, tự em làm khó em. Đâu có cần phải hát những cái nốt cao làm cái gì. Giọng cổ là biến quá, mình có thể hát đủ mọi cách hết. Nhưng mà phải nói rằng hôm nay đó, về kỹ thuật đó là con rất là tuyệt vời. Bây giờ chỉ có dưỡng sức để mà đưa cái hơi thật của con để mà cống hiến cho công chúng khán giả, để cho người ta vui lòng. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, 9,75. Danh ca Thái Châu, 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Phú Quý chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, số điểm của khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,6. Chúc mừng bạn. Đi mà. Thôi mình về đi anh, em sợ quá à. Anh cũng sợ nữa, nhưng mà mình phải đi, em hiểu không? Nhưng mà em giờ sợ lắm. Không thôi mình chết luôn á. Đi, nghe lời anh đi. Tụi nó liếc anh quá vậy. Con ai? À, mấy đứa, mấy đứa cho chú hỏi tụi con biết nhà cô Ngọc ở đâu không? Dạ không biết. Nhà cô Năm Ngọc ở khu này nè, cổ nổi tiếng lắm, tụi con không biết hả? Con biết. Con biết hả? Dạ. Con chỉ chú nha. Chú đi theo con. Bên đó hả con? Đây, đây, đây. Trời ơi, mấy đứa nhỏ này dễ thương vậy đó. Rồi, cảm ơn con nha. Cảm ơn dạ. Tụi con nha. Trời ơi, bắt đầu anh sợ, sợ rồi đó. Đây, đây, đây. Em, tụi con nó làm gì vậy em? Em không biết nữa. Nè, tụi con à. Tụi con làm gì vậy? Tụi giỡn nữa mà. Nè, mấy đứa. Chú không có giỡn nha, chú đang đi công chuyện. Chú không có giỡn, tụi con về đi. Khuya rồi, đi về nhà ngồi ngủ đi. Con không về được đâu. Sao hả? Mẹ con bỏ con rồi. Con về làm chi nữa? Còn con, mẹ con không muốn bỏ con đâu. Nhưng ba con suối mẹ con bỏ tụi con. Con thích được mẹ vuốt ve nè. Con thích được mẹ bé bồng trên tay nè. Con thích mẹ cho con bú sữa. Như vậy là vui lắm nha má chị. Cô chú ơi, đừng để bạn ấy giống tụi con nha. Anh ơi, giờ mình mới làm sao á? Chưa được nghe, chưa được nói, chưa được biết hơi ấm vòng tay của mẹ.
con chưa được thấy, chưa được nắm, chưa được khóc, chưa được một lần thấy cha. Con không tuổi thơ, không được yêu, không được thương, không được như bao người, chỉ có đau thương, chỉ có đau thương. Nơi con tìm đến không ngày nắng, không ngày gió, chỉ toàn màn đêm quanh mình. Con chưa được khóc, chưa được nói, chưa được nhớ, chưa được một lần biết ai. Con hứa sẽ ngoan, con sẽ thương, con sẽ yêu mẹ cha suốt đời. Vẫn là niềm đau, chỉ mãi là niềm đau. Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống. Con muốn thay đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con. Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống. Con muốn trong giấc mơ có tiếng ru mẹ à ơi. Mà vì sao con đau, con đau sẽ tan ra từng ước mơ của con chưa kịp nói, con chưa kịp nói. Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống. Con muốn thay đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con. Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống. Con muốn trong giấc mơ có tiếng ru mẹ ơi. Mà vì con chưa kịp nói, con chưa kịp nói. Con thương cha mẹ. Cô chú ơi, nhớ đừng để bạn ấy giống tụi con nha. Em à, bằng mọi giá mình cũng phải giữ con mình nha em. Nhưng ba mẹ anh thì sao? Không sao hết. Bằng mọi giá anh phải giữ con của anh. Lâu lắm rồi tôi mới thưởng thức một cái bài hát mà những người trẻ như con viết. Bài hát này quá hay. Lâu lắm rồi mới nghe được một thông điệp rất là tuyệt vời. Đừng bao giờ quỷ hoại như thế. Không tốt. Điều này không tốt. Cảm ơn con rất nhiều. Âm nhạc chúng ta quá là phong phú, quá là tuyệt vời. Nhân cái sao nối ngôi này tôi lại có thêm được một cái bài học quý giá như thế này. Chúng tôi được học hỏi nơi các cháu một cái điều tốt đẹp này nữa. Rất là hoan ca hoan hỷ với cái bài hát này. Một lần nữa cảm ơn con rất nhiều. Thông qua cái bài hát của con á, thì cô cũng xin gửi thêm những cái lời nhắn với những người bạn trẻ của chúng ta ở thời đại này. Chúng ta cố gắng để làm thế nào chúng ta có được một cái tri thức. Trước nhất là tự giữ thân mình, biết rằng cha mẹ sinh ra mình là cả một cái duyên may mà một cái công lao khó nhọc. Nhưng mà giữ thân á thì mới còn gian khổ hơn gấp mấy ngàn lần nữa. Để cho cái thế giới chúng ta bớt đi cái dòng nước mắt, để chúng ta bớt đi những xót xa, để chúng ta làm đầy những cái vết thương cho thế giới này. Và như thế là chúng ta trực tiếp, gián tiếp, chúng ta nói rằng chúng ta biết ơn và bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình.
Sao nói ngôi, đúng thật sự là sao nói ngôi. Các em là tuổi trẻ tài cao thật. Em vừa diễn được, em vừa hát được, mà em vừa sáng tác được. Mà cái sáng tác của em đã bao gồm lên cái tiếng nói, một cái thông điệp cho lan rộng cả xã hội hiện tại bây giờ. Cái thông điệp của em nó rất là giá trị vô cùng. Em thật sự là sao nói ngôi rồi đó. Chị chúc mừng em. Muốn nói với con thêm một điều nhỏ nữa. Cô nhớ lại cái lời của ba con nói với cô. Có một hôm đó là chứng kiến một cái việc ở trên đường phố. Dạ. Rất là, có thể nói là bạo lực. Dạ. Thì ba con nước mắt đoan tròng. Và ba con nắm tay cô, ba con nói cái thế giới này sao đầy cuồng nộ gì á chị Bạch Tuyết. Mà đôi tay mình ngắn quá, mình không có cứu được ai hết, em buồn lắm. Và hôm nay con đã tiếp nối với cái suy nghĩ của ba con, với cái nhân cách làm người của ba con. Điều này chúng ta cảm ơn cái thế giới này, cảm ơn Sao Nối Ngôi và cảm ơn tất cả quý vị khán giả để làm thành cho một cái chương trình dành cho người tử tế. Ôm con một cái đi ha. Quá, cảm ơn con. Ôm có người không, hai người này không được ôm á. Riêng tôi ôm lâu lâu một chút đi, rồi tặng cho tôi cái bài hát này nha. À, quả thật hết sức là trân quý những tài năng, những sao nối ngôi kế thừa. Các bạn hết sức là tự tin, hết sức là sáng tạo. Và hôm nay với cái chủ đề là cuộc sống muôn màu, các thí sinh của chúng ta đã kể những câu chuyện muôn màu muôn vẻ, và mỗi người thể hiện một cái góc nhìn, một cái khía cạnh khác nhau với những mảnh đời, những hoàn cảnh trong cuộc sống, mang đến cho chúng ta thật là nhiều thông điệp ý nghĩa, phải không thưa quý vị? Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo. Xin được mời số điểm của danh ca Thái Châu. Mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Mời. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tống Hạo Nhiên. 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tống Hạo Nhiên là 9,6. Chúc mừng bạn. Sao con? Sao con? Tới giờ rồi, lẹ đi. Trễ 5 phút của má rồi đó. Má ngồi đó đi coi cho nó dễ. Lẹ đi con. Đây. Rồi đất ơi, giữa đêm giữa khuya vậy phá đèn phá xóm cho ai ngủ hết hả? Cái gì vậy em? Có mặt anh ấy nể má chứ coi. Gì? Mặt anh có cái gì để tôi nể? Vừa vừa phải phải thôi chứ. Má thích cô cải lương thì má coi đi. Nhưng mà tôi nghe cải lương ca mùi mẫn quá. Tôi nhớ ông bà ông giải tôi không có ngủ được. Nhớ ông bà ông giải gì dưới thăm đi. Chứ nhà nó yên. Con. Nói gì vậy? Hả? Trời ơi, bữa nay biết trả treo nữa ha. Nè tôi nói cho anh biết nha, tôi mà có xuống dưới thăm ông bà ông giải tôi á, tôi cũng hiện hồn về đây tôi ám anh hoài luôn á. Nghe hỏi nè, hôm nay đi thu tiền hụi cho tôi, sao thiếu 3 triệu? Thì bà Sáu, bà Tám nói bữa nay không có tiền, ít bữa nữa bà có, bà đóng. Mọi lần là đóng đúng hẹn, bữa nay bà đặt hẹn lần hẹn lửa lần sao? Để đó. Ê, em làm gì vậy? Gọi cho bà Sáu. Trời đất ơi, giờ này gọi người ta phiền người ta không? Ủa phiền bả chứ phiền anh nữa, anh làm gì? Thôi mà bà khó ngủ lắm, em gọi bà thức đêm mà chết tốn tiền để nó ma nữa. Kệ bả chứ, làm gì lo cho bả vậy? Thôi, yêu bả hả? Muốn lấy bả làm vợ hả? Ê bà, đi khỏi đây, ngồi đây. Thôi vậy đi, ra. Điện thoại của tôi nha. Alo bà Sáu hả, tôi nè. Ủa sao bữa nay bà không đóng tiền hụi cho tôi luôn đi bà? Tự nhiên hẹn mấy ngày nữa lận sao? Gì? Bà đóng rồi hả? Bà Tám đưa tiền cho bà đóng cho tôi luôn rồi. Anh đem tiền của tôi cho con nào? Con nào biết con nào? Bữa nay anh không trả lời tôi phải không? Ha? Bây giờ biết cương với tôi rồi ha? Tôi phá bánh cái nhà này luôn, bữa nay khỏi ai ngủ luôn, tôi phá bánh luôn. Trả lời cho vợ con. Tiền gì đây? Tiền bà Sáu bà Tám đóng hụi đó. Thì má bệnh đưa cho má uống thuốc. Tôi ghét nhất cái thứ tiền trảm hậu tấu nghe chưa? Nghe chưa? Đuổi đi đây. Nhanh lên. Giỡn mặt thật giỡn.
đùa nhá nhá cho nhá. Đi vô. Suýt càng ngày càng giống bà nội ghê. Cái gì, cái gì, gì? Chửi gì tôi á? Tôi nói tôi nhớ bà nội với quê. Má, hôm qua là má đánh con của con phải không má? Ừ. Con của con. Trời đất ơi, má nhận luôn á hả? Má đánh đó đó. Trời ơi, má ơi, con của con là con vàng, con ngọc, con ngà. Trời, từ lúc mà con đẻ nó ra tới giờ con không đụng tới một cái cọng tóc của nó luôn á. Tại sao má lại dạy con nít mà má bạo lực như vậy là không có được. Con của con á là cháu nội của má đó. Con nói thiệt với má nha, con trai của má bây giờ thất thời rồi. Ảnh mà không có con á là ảnh đi ăn mài rồi. Nói thiệt đúng nha đó. Anh sừng lên với ai? Tôi nói không đúng hả? Sừng cô lên với ai? Là gì? Michael nữa, áo nữa hả? Má thấy chưa? Hồi xưa giờ là không bao giờ dám cãi con một tiếng, không bao giờ dám trả treo luôn. Bây giờ từ ngày có má lên ở đây nè, bây giờ tán con luôn đây nè. Má thấy bây giờ gia đình vợ chồng con tan nát vậy đó. Má vừa bụng má vừa. Nín đi. Ngày xưa tới giờ tôi chưa đánh em là vì tôi thương em. Tôi thương cái gia đình này. Tôi biết tôi vô dụng, làm ăn thất bại, bị em coi thường. Tôi chấp nhận được hết. Nhưng còn đối với má tôi, tôi cấm. Nên im hết đi. Má, con xin lỗi má. Vì con là con của má mà con không lo gì được cho má. Nhưng con hứa, kể từ ngày hôm nay, con sẽ làm bất cứ việc gì dù nặng nhọc cỡ nào con cũng ráng để con lo cho má. Để má không phải sống trong cái cảnh tủi nhục như vậy nữa. Má ơi, má, dâu nói má nghe nè. Cho dâu xin lỗi đi. Thực sự dâu nhiều công chuyện quá. Ra ngoài đường rồi đối phó bao nhiêu người, rồi đi làm, đi công việc, đi xã hội tùm lum hết trơn á. Nó riết rồi dâu căng thẳng. Dâu không biết xả lên ai, cái dâu về nhà gặp ai dâu xả đó à. Chứ cũng tại anh Linh nè. Xưa giờ ảnh không có chịu chỉnh dâu gì hết á. Cứ cho dâu leo lên đầu lên cổ anh ngồi không à. Nhưng mà hôm nay ảnh tán dâu một cái, dâu tái tê. Ảnh đàn ông quá má ơi, nay mới thấy được chất đàn ông của ảnh. Má ở lại chơi với tụi con nữa đi má. Ai nói với con là má đi? Dạ, thấy má tâm trạng quá trời luôn đó. Má đi hả? Má ngu gì má bỏ gia đình này, má bỏ con, bỏ cháu má đi. Má nói cho dâu biết nè. Dâu có biết không? Má hổm rài má lên đây, trước khi má lên dì Năm có dặn má một câu. Chị lên trển chị làm ơn chị kiềm chế giùm. Má kiềm chế đó. Chứ con tưởng má hiền á, dâu cỡ con á, má ngắt đầu như ngắt đầu tép mồng vậy đó con biết không? Nè, còn con á, má nói cho con biết á, dạ. Má lên đây là tại má nghe dì Năm nói á, vợ chồng con á là cơm không có ngon, canh không có ngọt. Nhưng mà cái lỗi là lỗi tại con có biết không? Con là đàn ông, con là con trai của má. Dù cho mình thất bại về kinh tế á, con cũng phải cho vợ con cái tinh thần. Con hiểu không? Dạ. Trăm dâu con đổ đầu tầm. Chính con đã làm cho vợ con nó như vậy đó, con hiểu không? Dạ. Còn dâu ơi dâu, dạ. Con lựa lời ăn tiếng nói lại, dù làm kinh tế bao lâu á, hay là giàu sang cỡ nào, thì tụi con gắng dung đắp lại cái gia đình này, để cho con cái của tụi con nó có cha có mẹ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, con hiểu chưa? Dạ. Má buồn chứ má không có giận. Mà má cũng không có ngu má bỏ má đi đâu nghe. Con cảm ơn má. Trời ơi. Tùng Linh muốn nói về mẹ. Mẹ thì bao giờ cái thần tượng cũng lớn nhất trong tất cả các thần tượng của mình. Dù là thế nào thì mẹ tạo ra chúng ta, mẹ nuôi chúng ta lớn. Thì
bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng nghĩ tới mẹ hết, nên muốn dồn những gì thương nhất cho mẹ thôi. À, nhưng mà có phải ở ngoài đời mẹ anh cũng giống như vậy không hay là sao ạ? Mẹ anh cũng cá tính lắm á. Bây giờ muốn hỏi Linh là cái ý của Linh mà dựng cái tiểu phẩm này á, là chính kịch hay là hài? Dạ, kịch chính chứ không có hài cô. Nếu mà là cái ý của Linh như vậy thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vở thành công của Linh. Dạ. Chung quanh chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy rằng con người rất là tốt, nhưng mà môi trường và hoàn cảnh khiến cho người ta đôi lúc đi hơi quá đáng. Nhưng mà nếu như ở trong gia đình mà có một cái người mà cầm trịch, mà ngon lành đó, thì mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp. Và đây là một cái thông điệp mà tôi nghĩ rằng nó rất cần. Nó rất cần cho chúng ta trong cái cuộc sống hôm nay. Rất là cảm ơn Linh. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn Linh đã chọn một cái đề tài nói về xây dựng mái ấm gia đình, hạnh phúc gia đình. Nhưng mà tôi xin góp ý ở cái chỗ này một chút. Ở một cái thời đại mới thì gia đình chúng ta, từng mỗi thành viên hãy dùng ngôn ngữ bằng lời nói để mà cảm hóa được những cái gì sai trái, chứ đừng có tác gì nữa. Thời đại này đừng có đánh nữa. Đánh là không có khoa học, không có văn minh. Tôi rất tán đồng và đồng cảm với cái đoạn sau của người mẹ đó. Cắt nghĩa ra, dùng những lời nói cắt nghĩa cho con trai của mình biết mình phải như thế nào đó, và cái con dâu như thế nào đó, để cho cảm hóa được hai bên, để có một cái hạnh phúc tuyệt đối cho gia đình. Chị Tuyết và anh Châu nói cũng quá đầy đủ rồi. Đóng góp chút chút xíu thôi. Nếu mà hồi cháu diễn đứng bên đây bà mẹ để mà giao lưu với vợ đó, thì theo chú thì cháu nên bước ở chính giữa, để lúc đó cái tay của cháu không phải chỉ tròn qua bà già. Còn nếu mà có đánh thì nếu ví dụ thôi, mình thấy cháu không thích đánh rồi, nhưng mà nếu ví dụ có trường hợp đánh thì nghiên cứu lại cách đánh cho đẹp hơn chút xíu nữa. Cảm ơn chú. Chúng ta vừa đến với những lời nhận xét của ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Tùng Linh. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Tùng Linh là 9,5. Chúc mừng bạn. Ôi vô lẹ đi anh hai ơi, anh làm gì mà cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây hoài à? Trời ơi, em không có biết gì hết trơn trời à. Lâu lâu mới đi về thăm ba thăm mẹ, em nhớ không? 4-5 năm trời anh mới có dịp quay về nhà. Mà trời ơi, sao bây giờ cảnh nó khác xa nhiều quá. Em nói em cũng vậy. Dạo này chắc ba làm ăn chắc được khá lắm á em. Ủa sao anh biết hay vậy? Trời đất ơi, làm nguyên cái hòn non bộ ngồi kìa em thấy không? Trời ơi, nghĩ sao em cứ hồi năm bộ vậy trời? Cái gì? Em làm bức tượng già con cá thôi. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta, mắc kiến sao vậy ta? Trời ơi anh ơi, anh hai. Cái gì? Sao làm bức tượng y chang ba mình luôn á? Thì đó. Mà nếp nhăn nó nhiều hả? Biết sao không? Ba làm ăn khá giả thì phải tạc cái tượng của ba. Mà nếp nhăn nhiều hơn là tự để ngoài nắng đó, nó bị háp. Em hiểu không? Đúng rồi. Để coi. Trời ơi, có một người. Trời ơi, liếc em nữa kìa. Vậy hả, liếc nữa. Ủa, tượng hay quá à, thích dễ sợ luôn á. Làm y chang thiệt vậy đó. Nhọn. Tiếng của ba luôn đó anh. Em bị sản hả cưng? Đâu? Ba mà mày nãy giờ mày nói cái tượng, tao tháo kiến là tao tưởng thiệt mày dán ra. Trời ba, ôi ba. Ôi ba ơi, sao ba. Mà ba làm gì ba ngồi ba câu cá trong nhà vậy? Ba không ra sông ba câu cá chứ ba ngồi đây làm chi vậy ba? Kiểu này là con Út. Con Út biết càng ngày càng quá đáng. Nỡ lòng nào nó nhốt ba trong nhà rồi bắt ba ngồi câu cá trong nhà vậy đó. Ủa vậy hả ba? Ủa mà cô cậu là ai mà vô nhà tôi vậy? Trời đất ơi. Hả? Trời ơi, ba bị lẫn rồi đó anh. Ba không nhận anh em mình luôn kìa. Ơi, tụi con là con của ba nè ba. Con là thằng hai nè ba. Con bé ba nè ba. Anh em tụi con về thăm ba mà ba không nhận ra hả? Ba. Hả? Trời đất ơi. Nặng lắm rồi anh ơi. Đang nói chuyện ba sủa luôn kìa. Tôi kêu chó nhà tôi ra. Đuổi người lạ ra khỏi nhà. Trời đất ơi. Tụi con là con của ba nè. Trời, con bé ba nè ba. Này vậy, dạng thăm ba má nè. Tôi không có mấy đứa con nó bất hiếu cỡ đó đâu. Dỗ mẹ nó 4-5 năm liên tục, có bao giờ về thắp được cái nhang đâu. Ba, mà ba không hiểu cho con hả? Chồng con ghen lắm,
Con ra khỏi nhà 5 phút đã lôi đầu gì nó quýnh à. Làm sao con về thăm ba được? Tại vì con làm ăn, con làm ăn ở trên Sài Gòn nó đủ thứ chuyện á ba. Cho nên là ngày hôm nay con biết lỗi nè. Ê, con về, con xin phép ba cho con vô con thắp cho má để nghe nha ba. Thôi được rồi, cảm ơn con. Dạ. Dỗ của má con á, qua 8 tháng rồi. Con về con thắp nhang á, là còn 4 tháng nữa là ngày dỗ kế tiếp á. Có ba đừng có giận con mà. Tôi cũng nói, con nói thiệt với ba luôn nè. 2 năm nay con làm ăn được lắm ba. Bây giờ con mua được cái nhà ở trển rồi. Cho nên là giờ con muốn rước ba lên để con báo hiếu, để con bù đắp lại cái khoảng thời gian mà con không lo lắng được cho ba nè. Cô cậu làm ăn thuận lợi, giàu có, tôi mừng ha. Dạ. Nhưng mà con cái á, tôi không có lên trên đó ở được đâu. Tôi không có thích sự ồn ào. Ở dưới quê yên tĩnh để tôi còn có thời gian tôi chăm sóc vợ quá cố của tôi nữa. Anh hai ơi, vậy em nói được thật nha. Đừng có nói. Không, em phải nói thôi, kiểu này ba không tin mình đâu. Anh cấm em không được nói điều đó ra. Em phải nói. Mày muốn làm gì mày làm đi. Mà bình tĩnh nghe con nói nha. Chuyện gì? Anh hai không sống được bao lâu nữa đâu. Ủa, bay nói vậy là sao? Bác sĩ nói anh sống không được 2 tháng nữa đâu. Trời ơi Linh ơi, con sao vậy hả? Con mất hiếu không thể lo lắng cho ba tuổi già rồi. Bây cái giờ, gì vậy con? Bây giờ con không còn sống được nhiều nữa ba ơi. Anh bị lâu lắm rồi đó mà anh giấu không cho con nói. Anh làm nhiều tiền lắm mà bao nhiêu tiền vàng của cả anh cũng bán hết đi chữa bệnh. Vợ chồng con cũng bán nhà đưa cho anh. Tiền đi hết mà bệnh thì không chịu hết. Trời ơi con của tôi. Thôi được rồi. Thôi bây giờ như vậy. Ba sẽ bán nhà bán cửa, bán đất hết đất đai. Rồi ba dọn đồ ba lên ở chung với con. Để ba chăm sóc con. Nghe ba. Ủa Út con mới về hả con? Anh hai chị ba. Ba định đi đâu vậy ba? Ba vô gom mớ đồ để lên nuôi bệnh anh hai con. Anh hai con bị bệnh gì vậy ba? Anh hai con bị bệnh nặng lắm, bị bệnh nan y. Chắc 2 tháng nữa là đi rồi đó con. Bệnh nan y của anh hai con chữa không hết đâu ba ơi. Cái gì Út? Con nói cái gì vậy? Sao em tàn nhẫn với anh vậy Út? Anh hai con á là bị bệnh đánh bài với cá độ đá banh. Còn chị ba là bị bệnh ghi đề. Mấy cái bệnh đó nó ăn sâu vô xương tủy rồi, chữa không hết đâu ba. Đứa coi, mày nghi khùng hả? Mày nói cái gì vậy? Mấy ngày trước chủ nợ của anh chị về đây nói hết cho em biết rồi. Người ta còn đưa em giấy nợ photo có chữ ký của anh chị nữa. Anh chị muốn em lấy ra coi không? Cái gì? Thằng hai, con ba. Dạ. Có đúng như vậy không? Hả? Dạ. Dạ ba ơi. Dạ. Ba ơi, con bị người ta gài á ba. Dạ. Ba tha thứ với con lần đầu ba ơi. Dạ đúng ba ơi. Út, vô trong lấy giấy tờ nhà ra cho ba. Ba. Đi con. Nhưng mà đi lẹ đi. Ba à, ba mày đi lại. Đi. Ba đã cho rồi thì mày đem ra đi. Mày còn chần chừ cái này mày nói gì nữa? Kiểu này là muốn kiếm một mình chứ còn gì nữa. Mày đi lẹ đi con. Con không đi, để ba đi. Ba. Chuyện gì nữa? Ba ơi, giấy tờ nhà con cầm rồi ba. Cầm. Cái gì? Ôi, con nói cái gì vậy Út? Cháy nhà mới lòi mặt chuột ha. Mày ăn chơi hơn cả tao, mày bỏ miệng mày nói hả mày? Mày cùng một chuột với nhau không à? Mày hại anh chị mày rồi. Trời anh chị không có biết cái gì hết á. Út ơi, tại sao con lại tác tệ như vậy hả? Chị không phải vậy đâu ba. Là năm ngoái, khi ba bệnh thập tử nhất sinh, con đã gọi điện thoại lên cho anh hai chị ba. Nhưng mà anh chị cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai chịu về hết. Bao nhiêu tiền con dành dụm đều đem ra xài, nhưng mà bệnh nhân ba vẫn chưa có khỏi. Trong lúc bí quá, con mới liều đem giấy tờ nhà đi cầm đó ba. Ủa, sao lúc trước con nói á, tiền của anh hai chị ba của con gửi về trị bệnh cho ba mà,
Con xin lỗi ba. Con nói dối là tiền của anh hai chị ba, để cho ba tin rằng con cái có hiếu với mình, để cho ba vui mà mau hết bệnh. Thôi được rồi tụi con. Dạ. Để ba tìm cách ba chuột giấy tờ nhà ra, rồi bán căn nhà tổ tiên này đi, lo trả nợ cho anh hai với chị ba con. Cảm ơn ba. Ba ơi, đây là nhà thờ tổ tiên mà. Ba bán rồi ba ở đâu? Ba đi qua miếng đất khác, ba sống. Cái gì? Ba còn đất khác nữa hả? Trời ơi, thấy chưa, tôi nói anh. Ba, đất của ba ở đâu vậy ba? Đất nào vậy ba? Đất chôn ma của tụi con đó. Ba. Thật ra cái tiểu phẩm vừa rồi của Hà Linh á, cái việc mà con nói về tấm lòng của cha mẹ đó thì mọi người cảm nhận được. Nhưng ở trong cái tiểu phẩm này cô còn thấy một cái việc nữa là con đang khái quát về tình hình xã hội hiện nay. Cái điều đó mới quan trọng. Và có thể nói rằng đây là một cái dạng kịch, là bi kịch của người tốt. Người ta đi đến con đường cùng không phải là vì người ta xấu, nhưng mà vì cái môi trường của người ta sống như thế nào đó. Cho nên một người tưởng như rất đàng hoàng, nhưng mà họ sa ngã, đến bản thân họ cũng không hay. Và đây là cái giá trị của một cái thông điệp mà cô đọc được khi mà Linh gửi cho quý vị khán giả. Hơn nữa là cái cách của cái kịch này đó, nó rất là hiện đại. Là bởi vì cái tình huống nó thay đổi bất ngờ, cho đến đổi ngay cả diễn viên cũng không thể chuẩn bị được cho mình là nên buồn hay nên vui. Và cái điều đó nó rất là đời, và nó mang cái tính hiện đại của một cái vở diễn mà hiện nay chúng ta rất cần cho cái sân khấu dân tộc của mình hiện nay. Rất là cảm ơn con. Chú có một cái ý kiến nhỏ để mà góp ý với Linh. Tất cả từ đầu, bố cục từ đầu chuyện tới kết thúc đều là tốt, những cái thông điệp tốt. Thì thêm một chút xíu ở cái phần kết đó, còn ăn năn đó, nó đậm nét thêm một chút xíu nữa cho khán giả thấy cái tình cảm mà mình biết cái sự lỗi của mình, cái sự sai phạm của mình, thì chú nghĩ nó sẽ tốt hơn nữa. Trong cái cách diễn của em có thể lừa được khán giả, em có thể lừa được người ngồi xem. Cái từ cái ánh mắt tới mặt em, tới hành động cử chỉ của em, chị tưởng là mọi người cũng tưởng cho thằng con này nó bệnh thiệt. Nhưng mà một lát nữa cái em lừa trở lại, rồi em trở về, em trở đi trở lại, em đáo đi đáo lại. Đó là cái cách diễn của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Con nhà nghề đó là như vậy đó. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết, 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu, 9,75. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh. 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh là 9,5. Xin chúc mừng bạn. Tao muốn có mẹ à. Tao là giấy văn thường con. Tao gửi giấy cho bà kìa. Tao là mẹ tụi bay. Mày bị khùng. Mẹ có làm mẹ đâu được đâu. Tao không. À, mẹ đã. Mẹ gì mà đi không có giống mẹ gì hết. Thôi bây giờ tới giờ ngủ rồi, nằm xuống đây mẹ ru cho ngủ, ngủ. Nhanh lên Giang Tường ơi, ngủ kì Giang Tường. Đi ngủ. Cho tao ngủ vậy. Nằm xuống mẹ ru. Gió đưa cây cài về trời, sao răng mở là sao răng mở lại chiều lời.
bình thường. Chỉ mong ngày sau con còn nhớ lúc có mẹ kề bên. Ngủ ngon nhè, cũng ngủ ngon. Dạ. Con bình tĩnh lại, con nhìn đi. Mười mấy năm xa cách, nó ở bên nước ngoài á, ba nó không có cho nó về nó gặp mấy. Bây giờ là nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, nó về đây nó muốn kiếm mày. Nhìn kỹ lại đi chị hai. Chị hai. Chị hai. Rồi bây giờ sao? Tôi thấy cái chuyện đó nó cái gì mà nó? Bà cứ tính đi. Bà bữa nay sống chứ ngày mai bà chết. Cái gì? Bà... không phải. Ý tôi nói là sống nay chết mai. Kỳ. Thấy không? Người con nhớ á, nó như vậy. Nó cái đầu óc của nó đâu có tỉnh táo như người ta đâu. Rồi lỡ bà có bề gì, ai lo cho con Diều? Tôi cũng lo chứ. Lo lỡ tôi có chuyện gì, ai lo cho tụi nhỏ? Bà nhớ không, bữa hôm hổm đó, nó làm té con Diều, nó làm chày cái mặt của nhỏ một đường vậy đó. Bây giờ ba của nó cũng là hối hận rồi. Nó biết là cái lỗi lầm của nó gây ra, nó muốn chuộc lại lỗi lầm. Thì nó xuống đây nó muốn chuộc lại. Nó đưa cho bà một số tiền nè, đó bà cầm đi. Cái gì? Sao ông lại nhận tiền của nó? Thì... có hỏi ý tôi chưa mà nhận tiền? Cái thằng bạc tình bạc nghĩa đó, cũng tại nó đó. Tại nó mà con của tôi mới ra nông nói gì. Tôi hù, tôi ghét nó lắm. Khoan. Thật sự là tôi rất lo cho tương lai của con Diều. Nó nói chừng nào nó rước con Diều đi? Chiều nay nó rước. Sao nhanh vậy? Trời ơi, nó đưa tiền cách đây 2 ngày rồi. Người ta nói là tiền trao cháo múc, mà nó đưa tiền nó không xúc cháo của bà liền là hên lắm rồi. Chứ ở đâu mà nhanh. Thôi cái gì cũng vậy, lo cho tương lai của con Diều. Con khoai lang, có khoai lang lười. Nó no tới kìa, đừng có cho nó biết. Khoai lang lười, vừa nóng vừa hói. Ai lên cầu, đi chậm chậm nè. Đó, đi chậm chậm. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nè. Đó. Đó, thả giò xuống đây, cái bẻ ra làm hơi. Đó, ăn đi, ngon, ngon ha em gái. Em gái hả? Ừ, em gái. Sao nghe gì lạ lạ ta? Má. À, không phải, ngoại. Ngoại nói là kêu bé Diều là em gái cho thân mật. Ăn ăn đi, ngon. Tối hôm qua, bà ngoại nói với em nhiều lắm. Ngoài nói á, em với hai không phải chị em cùng cha cùng mẹ. Đúng 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 rồi, không có phải vậy đâu nha, không có phải vậy. Ngoại còn nói á,
em có phước hơn hai. Cha của em còn sống và muốn em phải đi. Đi đâu vậy? Không có đi đâu hết á. Ồ, còn cha của hai thì lên trên bàn thờ ngồi rồi. Cái đó là ông ngoại mà. Ông ngoại có nhiều. Mà em nói vậy á, hai cũng không hiểu đâu. Hai ơi, em thương hai lắm. Hai biết rồi, hai sẽ nghe lời của ngoại. Vì mỗi lúc á, ngoại giận lên, ngoại trói hai vô góc giường á, đau dữ lắm. Mà những lúc đó đó, hai không còn được nghe bé Diệu ru. Trong những đêm mưa buồn, hai sẽ buồn và sẽ không thể mắng. Thương em hai nên nghe lời, đừng bao giờ để ngoài xảy ra. Nhớ lời em nha hai. Hai nhớ rồi. Ủa, mà bộ chiều Diều định bỏ nhớ đi lên tỉnh học thiệt hả? Hết học cũng ai biết chứ. Ủa, thích cái vỏ đi đâu vậy? Em đi học. Đi học rồi xong rồi em về thăm con nha. Bộ đi thiệt hả? Đúng rồi. Nó đi học rồi cái hè cái nó về nó thăm mấy. Không, ông Cám đi ra. Không nghe lời ông Cám. Ông có đi đâu mới lời lời. Em Cám nói lời em Cám. Thôi đừng có chờ bé Diều đi. Con không có kêu bé Diều làm con đâu. Không có đi. Bây giờ chạy vô về cái ông lấy con Diều qua đây thả Diều chơi nghe. Không, trời nắng chang chang đi thả Diều. Con khùng mà. Hai về nhà lấy Diều thả với em đi hả? Về thả Diều đi. Vậy chờ hai chị u về nhà. Hai lấy con Diều ra. Cái hai chị em mình đi thả Diều nha. Hai đi lấy con Diều. Lấy con. Lấy con Diều. Đi thả Diều. Con à, từ nay không có ngoại, không có chị hai bên cạnh, con nhớ phải ngoan nghe. Dạ, con hứa với ngoại, con sẽ chăm ngoan học giỏi để mau thành tài để về nuôi ngoại với hai. Nhưng mà ngoại ơi, ngoại đừng có trốn ai ở góc giường nữa nha ngoại. Ngoại biết. Đau lắm. Ngoại biết rồi. Còn nữa, ngoại đừng có cho hai ra ngoài đường, người ta chọi hai, tội hai lắm ngoại ơi. Bà còn tới rồi, phải đi lẹ lên đi con. Dạ con chào má. Thả Diều, có Diều, thả Diều. Đây, mày đi đâu rồi, đi dữ vậy? Em ơi, đây nè, ở đây nè, ở bên đây nè. Đây con. Diều ơi, xin đừng bỏ ai một mình. Rồi đây lúc chiều buông, âm thầm không có ai thả Diều.
ơi, không có chơi đi đâu. Mày không bắt con đi ra đây. Không có chơi đi đâu. Đi con, mẹ, để nó đi. Ba, ba bắt con con. Nó đi hả? Nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi, nhớ ơi. Chịu nhiều đau khổ, sinh con ra trong cảnh điên loạn, vậy mà con nào biết nào hay. Con để cho ngoại và má phải chờ đợi con suốt bao năm trời, cho đến khi con biết chuyện, con về quê thì ngoại đã mất rồi. Con chưa kịp chữa bệnh cho ngoại, con là đứa con bất hiếu ông Tám ơi. Bây giờ con về rồi, con lo, con chăm sóc cho mẹ con nghe. Thành cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, nghệ sĩ Điền Trung, Lê Thanh Thảo, bé Kim Thư cùng vũ đoàn Chung Gió, diễn viên Hoàng Phi đã hỗ trợ tiết mục dự thi của thí sinh Huyền Trâm. Một cái tiết mục là xúc cảm tràn đầy tình người, nhân nghĩa, thủy chung, những cái điều đẹp nhất của văn hóa Việt trên cái sân khấu Sao Nối Ngôi hôm nay. Chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cảm ơn tất cả những cái người cùng với em làm nên cái tiết mục này. Hôm nay em hát quá tuyệt vời. Từ một cái người mà chưa nhận thức được rõ ràng thì cái giọng của em khác, tới khi mà nhận ra được một chút xíu thì ở trên mắt của em cái sự thay đổi rất là nhanh. Cô vui mừng
mà nói cho em biết rằng em sẽ là một người diễn viên sân khấu dân tộc Việt Nam rất là có giá trị. Và mong rằng sau cái sau nối ngôi, em sẽ đạt thành những cái ước nguyện đó. À, con ác quá. Dựng cái tiết mục gì đâu mà chú nhìn lên khán giả khóc quá trời quá đất. Mai mốt mà có nổi tiếng đó, mà khán giả mua vé vô xem con phải phát cho mỗi người khán giả thuốc trợ tim nha không? À, hôm nay con diễn quá hay. Như cô Tiết đã nói, hát cũng hay mà diễn cảm động lắm. Không ngờ đóng một cái vai như thế này mà diễn rất là khéo léo. Một lần nữa cảm ơn tiết mục này rất nhiều. Con hát những cái bài hát á, ngoài những giọng cổ, nhưng mà có một cái bài gì giọng Kim Lan phải không? Ồ, hay quá, chú khóc cái bài đó. Con là một nghệ sĩ tài năng, con là một nghệ sĩ đa dạng, và chú sẽ nói với con một câu nữa: tạo tên tuổi đã khó, mà gìn giữ tên tuổi là càng khó hơn. Chúc mừng con thành công tiết mục này trong chương trình Sao Nối Ngôi. Con đúng là con gái ở miền Tây cho nên con lội ngược dòng. Quá hay. Cảm ơn con. Một lần nữa cảm ơn bạn. Và quý vị hãy đến với số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn. Đêm trắng đêm mà cao hoài vậy, đi về giùm tôi đi. Các con khoái đợi chờ. Chim đã bay gọi đàn thê lương. Thôi đừng có ca nữa. Đánh đi. Tôi nói rồi, tôi không phải là người mà tên Nhã Thi mà ông kiếm đâu. Ông đi về đi. Lạ ha. Tự nhiên cái ta ngồi đây, ta đờn, ta hát, ta ca. Kệ ta đi. Trước cửa mà, đâu có vô nhà đâu, la lối đuổi ta về. Mà lạ cái vậy nè. Tôi có nói là tôi đi tìm cô Đào Nhã Thi hồi nào đâu. Tự mình đánh trống, tự mình la làng rồi nói mình là cô Đào Nhã Thi, cô Đào Nhã Thi đuổi thì về. Nhưng nói nghe nè, chuyện gì thì chuyện, cũng qua lâu lắm rồi. Bấy lâu nay tôi tìm mong gặp bà để mong bà tha thứ. Tại ta thương cái ta lỡ lập trái tấm màn ảnh hưởng tới bà. Có vậy thôi mà giận hoài, nhiêu đó thôi. Về nè. Đi về đi. Thấy ghét không? Đến về giờ đuổi, ở lại không về. Bây giờ ở đây nè, tôi hát, tôi coi con người ta có nhớ nghề không. Lúc dân tiên. Đúng rồi, phải rồi. Trên điều tiểu lý họ nặng tay. Chàng đã trả tài chiếc phong lan, chừng thơ ân nghĩa sẽ duyên nợ. Quạt lụa làm tình chẳng mối. Danh thành rằng chỉ trai non sông dung chiếu tình kiếm cài.
biết mình thề nghĩa chúc mà sao phần số không ai đắm chìm ngoài thiên nhai hải giác, để cho nguyệt nga trầm luôn cổ ải sơ xác hình mai dầu dài phong trần. Mây tan dần dương lô dạng tàn, mặt nhau mà lệ ấm tuôn tràn. Lẻ bóng gian truân trên đường dài đau khổ, một thân tư cố dày vàng gió sông. Ôi càng thương thay thân gái dặm trường, người quý cát đắp tành cầu xưa đêm cò. Tình đời sau nặng muôn nẻo khôn, dò chung thủy tìm nhau ta tự hào như vàng trao lửa đó. Tiếp đi, hát tiếp đi. Không, nghỉ hát, về. Nè, ông. Ôi, giây phút ngỡ ngàng tựa như giấc kim bao, mắt lễ trào bỡ ngỡ, tương hội khó nổi ngờ. Ba, tôi biết bà vẫn còn yêu nghề lắm. Trở lại cho sân khấu đi bà. Làm sao trở về được với cánh tay như thế này. Cô đau hát ngày xưa giờ không còn nữa, cô đau hát ngày xưa giờ đã phai tàn. Sân khấu dâng lên đèn, người nghệ sĩ vẫn thăng hoa. Kim tâm đã trao thì trọn đời phải trả. Đừng bỏ đi nữa Thi à. Không, khán giả sẽ không chấp nhận tôi đâu. Sân khấu sẽ không còn đón nhận tôi nữa đâu. Sai. Bà không có nhớ là bài học đầu tiên thầy mình dạy sao? Chỉ có người phụ nghề, chứ nghề không bao giờ phụ mình, bà biết không? Về đi, sân khấu chờ bà, khán giả chờ bà, còn anh vẫn chờ em. Chờ em, anh mãi mãi chờ em. Dù cho trăng khuya vẫn trắng lại trôn. Đồng ý nha Thi. Tôi đồng ý. Thi, trở lại với sân khấu. Nguyệt Nga Nhân Tiên.
Hôm nay thì diễn với ca theo cô là xuất sắc. Cái cách suy nghĩ mà con khai thác để dựng lại cái Kiều Nguyệt Nga với lại Lục Vân Tiên nó cũng rất là thích hợp với lại cái tình huống này của một cái đôi bạn đồng nghiệp rất thương yêu, rất quý mến nhau và luôn luôn nghĩ tới cái việc giúp đỡ nhau để làm sao có thể trở lại sân khấu để có thể làm nghề cùng với nhau. Và qua cái tác phẩm của kinh điển cải lương, các con dựng lại một đoạn thôi, nhưng mà cái cách dựng nó có một cái mới và cô ủng hộ cái mới đó. Chúc mừng con một lần nữa và cảm ơn con. Tôi biết Hoàng Hải và Thường thì là bạn đóng những cái vai hài. Hôm nay bạn làm cho tôi rất là bất ngờ. Bạn đã rất là thành công, giọng hát bạn rất khỏe, rất hay và vũ đạo. Cái đoạn ngắn như vậy bạn có thể khai thác, tại vì cái bà kia bạn làm rất là hợp lý. Cái bà kia bà không chịu diễn thì bạn vừa làm Lục Vân Tiên, vừa làm Kiều Nguyệt Nga, và hai cái hình thể đó, nó hai cái vũ đạo đó nó khác nhau hoàn toàn. Rồi cái cảm xúc của bạn cộng với cảm xúc của bạn kia làm cho mình cảm thấy nó lâng lâng. Ngày hôm nay tôi rất, bạn làm tôi rất là thuyết phục thiệt. Tôi thấy là bạn khác hoàn toàn và bạn là một thí sinh có tài năng. Tôi rất đồng ý cô Bạch Tuyết và Minh Nhí khen em có tài năng khiếu lạ cho cái ngành sân khấu, có phải không? Dạ, công nhận điều này. Thì khi cái ưu điểm của em, của con đó mà giả cái giọng một cái người có tuổi, một người nghệ sĩ có tuổi, thì đúng ra cái đời thường mình phải có phân biệt rõ ràng, động tác chậm lại. Trời ơi, tôi nhớ bà đây, tôi đến tôi thăm bà đây, rồi tôi dụ dỗ bà trở lại sân khấu, có phải không nè? Thì động tác nhẹ nhàng, đặng cho nó ra cái người đứng có tuổi chứ. Tay người ta đau đây, người ta vì cái tay đau, người ta không có trở lại sân khấu, bắt giật cái tay lên. Người ta từ từ nâng cái tay lên diễn bằng cái cặp mắt rung động, có thể rưng rưng ngấn lệ hay cái gì đó, là nó thâm thúy hơn nhiều. Cái mắt gì mà giật cái tay lên dữ vậy? Nhưng mà cách mà anh Thầy Châu nói như vậy thì phải là khoảng 60-70. Người ta 74 nên mà người ta còn mạnh nè. Ừ, bên nữa rồi. Bây giờ nè, tôi giật cái tay của cô Tuyết, tôi giật vậy vậy, rồi cô Tuyết có giật mình không? Tôi giật lại. Mấy cái này là mấy chú mấy cô nói đúng đó. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay là bạn diễn em thích quá. Tôi nói một cái sự thật. Ngày xưa cái sân khấu truyền thống đó, đóng một cái vai bà 60 mà ra sân khấu là vậy nè. Đó. Đó, sao? Vậy đó. Mà đó là năm 40 kìa. Còn bây giờ đó là 2018, cho nên 74 tuổi rồi mà vẫn đi vậy. Rồi khán giả cũng binh luôn. Hay mà anh. Coi như kết luận là không cãi nữa ha. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Bây giờ tôi muốn hỏi ông Thái Châu cho anh nhiêu à? Và số điểm là 10. Chúc mừng Hoàng Hải. Số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết, 10. 2 điểm 10 tuyệt đối dành cho Hoàng Hải. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn dành cho khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Ủa? Ủa? Trời ơi, đi đâu vậy? Đi ăn đám cưới nè. Trời ơi, trùng hợp nha, tôi cũng ăn đám cưới nè chị. Vậy hả? Trời ơi, vui nha. Nói nghe nè, bây giờ tôi với anh đi ăn đám cưới đúng không? Bây giờ không lẽ giờ mình vác cái mặt mình qua bển còn sao được. Mặt thì nặng lắm sao mới chết. Không phải, ý tôi nói là tôi với anh đi qua bên đám cưới đó. Mình lết qua bển coi sao được. Ủa chứ liệt đi không được sao lết. Không phải, ý tôi nói là mình đi qua bên đám cưới mình đi tay không coi sao được. Ngộ ghê à, đám cưới đi tay không mà lẽ qua bển giá cây đầm ta. Ý tôi nói là những người khác á thì ta đi quà cáp, ta tặng tiền. Còn mình làm bây giờ văn nghệ sĩ nè, mình đi cái gì, mình phải đi món quà tinh thần, đó là văn nghệ.
Đúng hiểu rồi, không? Nghệ sĩ là phải có văn nghệ mới là quà chứ. Bởi vậy, nó nghe nè ha. Sao? Sau khi cái phần nghi lễ của cô dâu chú rể xong rồi đó, là tới cái phần... Ăn. Chưa. Cái phần nghi lễ xong là tới cái phần cầu chúc. Đúng rồi, đúng rồi. Sau khi cái phần cầu chúc xong là tới cái phần... Ăn. Chứ không phải trọt bỏ ăn giờ á. Nãy giờ con ăn miếng nào đâu trời, mới gấp đũa chị gạt, gấp đũa chị gạt, ăn miếng nào đâu. Anh làm nhanh đói lắm cái đồ ăn à. Ăn lẹ đi, làm lễ xong là nó hết nửa mâm rồi đó. Không, ý tụi nó mình tặng quà xong mình mới được ăn. Nói về tặng quà, quà cáp chị yên tâm, tôi rất là mạnh. Vậy hả? Không phải nổ nghe. Bạn thân thân thôi là ba xị. Bạn thân mình nè. Đi năm xị. Không tin. Không tin tím đi. Để coi ha. 1, 2, 3, 4. Rồi còn xị nữa đâu? Xị nữa. Tôi làm nó. Sao? Bây giờ không có 5 xị nữa. Có 3 xị ơi. Trời đất ơi, từ 4 xuống 3 luôn. 3. Hả? 3 cái gì? Hát hài mà tự nhiên méo vậy, sao khán giả ta cười? Hát hài làm phải cho. Chui ra mày. Chui ra. Giỡn mặt hả? Bà nữa, bà chui ra coi. Bà quá ha. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi. Tôi nói là tôi cấm kỵ tuyệt đối không cho nó hát hài. Mà tại sao bà để bà tập hài cho nó vậy? Bà lén tụi bà tập cho nó vậy phải không? Ông ơi, con nó mê hát hài quá. Mê mà tôi cấm. Tôi không muốn nó hát hài. Tôi muốn nó hát kép chánh. Hiểu chưa? Bà tránh ra. Tại sao vậy? Tại sao vậy Ngô? Ba đã nói với con rồi ha. Bà cấm con hát hài. Con phải hát kép chánh. Mà tại sao con không chịu hát? Ủa mà ba cũng kỳ ghê lắm. Sao kỳ? Ba là cũng nghệ sĩ hài mà sao ba không cho con hát hài? Thì đó, chính vì tao là nghệ sĩ hài tao mới không muốn cho mày hát hài. Mày biết hát hài đâu phải dễ, hát hài cực khổ. Phải không? Hát hài là phải đem niềm vui, đem nụ cười tới cho khán giả. Mà nhiều khi hát cũng chết luôn, không ai cười hết là mày độn thổ đó, mày hiểu không? Mày không tin mày hỏi Phú Quý coi, đúng không? Trời đất ơi, mày giỡn mặt ha. Bây giờ ba nói một lần cuối cùng, nếu muốn theo nghề thì phải hát kép chánh. Còn nếu không hát kép chánh không cho theo nghề. Bây giờ sao? Hát chánh hay là hát hề? Dạ con nghe lời ba. Con theo nghề. Rồi. Con hát hề. Hát hề. Úi xuống. Bây giờ nghe bà hỏi. Dạ. Hát chánh hay hát hề? Hề. Hề. Mày hề hả? Dạ, dạ. Bây giờ hát chánh hay hát hề? Hề. Hề. Hát chánh hay hát hề? Dạ chánh. Chánh. Ôi da. Trời ơi. Ôi chánh con quánh như vậy. Lỡ tay. Má cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cố gắng, cố gắng. Ông yên tâm. Không chỉ riêng con hát chánh, mà tôi cũng hát chánh nữa. Bà hát gì chánh? Bếp chánh. Trời đất ơi. Má. Vô nấu cơm đi. Bây giờ không có nói nhiều. Tập lại cái vai mà ba chỉ cho con coi. Cái vai Trần Minh Khố Chuối, tập lại cho ba. Nữa hả ba? Nữa gì? Muốn hát kép chánh phải tập đàng hoàng. Con đâu muốn kép chánh đâu. Nhưng mà tao bắt mày phải hát kép chánh. Hát vai Trần Minh, lẹ lên. Ngồi xuống. Trần Minh Hiền Đệ đã đổ đạt làm trạng nguyên mà vẫn còn uống rượu quá nghèo à. Uống chứ đại huynh. Chánh phải vậy. Đại huynh ơi, tí đồ quá nghèo với đồng bàn vậy. Yeah. Kính cận tài năng mọi người trí kỳ. Yeah. Mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân. Ủa đâu rồi? Rớt rồi ba. Tình tình hả mày? Tình hả mày? Mày hát kép chánh vậy hả mày? Hả? Câu giọng cổ người ta mày vô tám hơi vậy hả? Người ta hát kép chánh ta vô cổ hơi dài ta đi có một hơi một à là ta đổ xuống liền. Còn mày hát 8-9 hơi mà mày chưa chịu đổ xuống, mày dục tụi sao mày lụm lên mày hát tiếp mày. Mày bôi bát hả mày? Cái làn hơi của mày tao sẽ luyện sao? Mày có hơi đó, tao luyện cho mày hát sao? Còn bây giờ quan trọng là cái thần thái. Coi ba học tập. Nè, phong cách của một vị tướng bước ra chiến trường. Coi nè. Hỡi này bà quân tướng sĩ, dù cho có chết ta quyết tiến chứ không lui. Làm đi con. Ba. Cái gì? Ba hát hề sao ba ra cái bộ kép chánh hay vậy? Trời ơi mày không biết hồi đó ông nội mày hát kép chánh. Tao ơi ông nội mày hát lắm, tao tướng cánh gà. Tao coi ông nội mày hát riết mà tao thuộc tuồng đó. Bây giờ tao mới mong mỏi mày theo cái nghiệp của ông nội là phải hát kép chánh, không hát hài như tao, hiểu chưa? Rồi làm đi, đừng có nói nhiều. Hỡi này ba quân tướng sĩ. À vàng cho tụi nó quay hồn đúng không ba? Đúng rồi. Hỡi này ba quân tướng sĩ. Rồi thua. Mày kêu ai cho nói hả? Dù có chết
thì cũng phải tiến chứ không được lùi. Dạ, chúc mừng con. Mày coi như làm thái giám ở trong cung miết luôn, nhưng mày không được ra trận. Khoan, tao nói chuyện điện thoại xong rồi mày biết tay tao. Alo. Alo, tôi là Tùng Lâm nè. Hả? Sao Tùng Lâm có số tao vậy? Con cho số. Mày hay quá. Dạ, Tùng ơi, dạ để nghe sư huynh. Tôi nhận thằng Ngô làm con nuôi tôi được không? Thiệt vậy hả sư huynh? Trời, nếu vậy còn gì bằng nữa. Trời, sư huynh đừng vậy làm. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi đặt nó tên là Tùng Linh nha, được không? Dạ, trời ơi, vậy quá được sư huynh ơi. Trời ơi, đệ cảm ơn sư huynh nhiều. Sư huynh ráng dạy dỗ nó giùm cho đệ nha. Dạ, dạ, chè, chè, chè. Má Tùng Lâm nói gì ba? Mày quá ha. Dạ. Ủa sao mày quen được nghệ sĩ Tùng Lâm vậy? Ủa, ba không nhớ hả? Sao? Hồi đó ba dẫn con đi hát á. Ờ. Con đứng trong cánh gà. Bác Tùng Lâm thấy con dễ thương, má Tùng nói đi. Ê, nhỏ nhỏ, làm đệ tử bác không? Vì con giấu ba con nhận luôn á. Từ lúc theo ngày học hỏi nghệ sĩ Tùng Lâm tới giờ mày học được cái gì đâu, biểu diễn cho ba coi coi. Cái gì vậy? Bậy bạ, ông hát hài, ông đâu có cầm cái đờn làm gì. Thì ba có con làm rồi ba hiểu mà. Okay. Từ từ, có vậy nha. Cái gì? Ngồi xuống. Ủa, có bà nữa hả? Sập sam chương là sập sam chương, 13 cái chương sâu nhất ở trên đời. Sập sam chương là sập sam chương, 13 cái bay vô vô là bán nhà. Ta thùng pha sành là thùng pha sành, đừng mày pha sành pha sáng bây giờ. Thùng pha sành là thùng pha sành, đừng đến đam mê mà tan quan gia đình. Hay quá. Hay quá con ơi. Ba được không má? Được. Ba được không ba? Được. Dạ. Nhưng mà nghe ba dặn, đây là chỉ là những cái bước khởi đầu thôi ha. Dạ. Mày còn phải học hỏi và trau dồi nghề rất là nhiều, hiểu chưa? Dạ. Như vậy mới trở thành một cái nghệ sĩ hài gọi là xứng đáng, hiểu chưa con? Vậy là bắt đầu từ ngày hôm nay, ba cho con hát hề. Ừ. Con cảm ơn ba, con nghe lời ba và nghe lời sư phụ Tùng Lâm dạy gì bà bảo. Phải như vậy mới được. Dạ, con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. À, qua cái tiểu phẩm này đó, người cha cứ muốn mình làm kép chánh, muốn diễn vai chánh chứ không cho mình đi qua cái ngành hài. Nhưng mà khi đánh đòn thì Linh vẫn là hài. Đánh bao nhiêu cây roi lên người, chịu đau đớn cũng vẫn là hài. Cái đó cũng là một cái ấn tượng cho người nghe, cho người xem, khán giả. Thì chú mong mỏi ở Linh một cái gì đó mới mẻ hơn. Ở cái sau nói ngôi đó, muốn thưởng thức những cái tiết mục mới lạ, có tính chất xây dựng và giá trị nghệ thuật. Thông qua cái tiểu phẩm này á, thì chúng ta được xem lại cái khuôn mặt, có thể nói là người hài mà có uy tín với công chúng, đó là nghệ sĩ hài Tùng Lâm. Hài tức là chúng ta cười những cái gì mà nó lố bịch ở trong cuộc sống, và thông qua cái cười đó để làm sao cho cái xã hội chung quanh mình tốt hơn. Bà con theo dõi, bà con thoải mái cười, nhưng mà ở đó chúng ta học được những bài học. Và rất mong rằng trong cái sau nối ngôi này, nhìn thấy những cái tiểu phẩm của Tùng Linh ngày càng ý nghĩa hơn. Chúc em may mắn. Tùng Linh với tôi không xa lạ gì. Cái duyên dáng của Linh vẫn có và tốt hơn ngày xưa khi đi diễn với tôi nữa. Tôi rất chúc bạn và mong bạn sẽ tiến xa hơn. Và hôm nay là một lời góp ý chân tình nhất. Cố gắng đầu tư hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời số điểm từ phía ban giám khảo. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,25. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,25. Số điểm của nghệ sĩ Phú Quý. Chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của khán giả tại trường quay dành cho nghệ sĩ Tùng Linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tùng Linh là 9,5. Chúc mừng bạn. Mỹ nhân. Wow.
ai nữa thôi. Ta không còn là ta nữa. Ta sẽ trở thành bất tử và thống trị muôn loài. Phải chăng đây là quyết định sai lầm của ta? Ta đã sát hại biết bao nhiêu mạng người chỉ để đổi lấy cho ta sự bất tử. Điện Ngọc, Cung Sơn, Nhung Gấm, Cung Vàng. Không, ta không thể tiếp tục được. Không, 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 không. Này Y Lăng Lão Chúa, ngươi đã hối hận rồi sao? Ta nên nhớ để trở thành một cái bảo tàng thống trị thế gian. Người một trái tim sắt đá, đừng quá quỷ mị mà mất đi khí chất cho kẻ bảo tàng. Chỉ cần một trái tim nữa thôi thì người sẽ trở thành bất tử. Ta sẽ có được thân xác của ngươi, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau thống trị cả muôn loài. Sương mờ che quá cơ quyết đầy bão lượt tàn canh, tư chi như thế ra rời mê tình tình mê. Bởi tin lời ác quỷ tâm thôi mà ta chẳng ra ta, người chẳng ra người. Khinh khi lời mạt sát chẳng nương tri, đôi mẹ con ta khi lâm cảnh cơ hàng, nỗi nhục này ai thấu? Thầy chứng có đấng trời, đành trao xác đoạt hồn bản lương tâm cho quỷ dữ, đổi lại sang vào trên ngôi vị tối cao. Y Lăng, ngươi định giết ta sao? Ngươi đừng quên rằng mạng sống của nhà ngươi là do ta cứu lấy, trái tim của nhà ngươi do ta bán.
mang tặng cho nhà. Ta muốn người sống thì người sống, ta muốn người chết thì người chết. Tận đây qua tiếng thét yêu má đã làm cho ta tâm trí mơ hồ. Mời tham vọng làm vua, muốn trị vì thiên hạ, muốn mẹ được sáng giàu không tính chuyện mai sau. Nên đã tin lời vì loài sâu độc mà bán rẻ lương tâm, trao xác đoạt hồn, bán rẻ cả lương tri, mượn xác phạm làm chuyện bất nhân, để cho ta có lỗi với đất trời. Rửa sạch nhuốc nhơ. Hãy nhớ rằng để cho mẹ được thụ hưởng chinh sát, để cho con được ngồi trên ngôi cao trị vì thiên hạ, thì mình phải biết sống vô lương, đừng quỷ mị yêu thương. Y Lăng, kể gia quyến cung chương, mình cũng chẳng xót thương, an thân già mà thụ hưởng vinh sang, chết ở nơi này càng chán chuyện tư lương. Ôi trời cao hỡi, sao ngăn trái cho nhà, con ta giờ thay đổi thần sắc quá lạ thường. Im đi! 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 Đi!
Không còn kịp nữa đâu. Không còn kịp nữa đâu. Mẹ ơi đi đi. Quân, hãy đưa mẹ ta rời khỏi nơi này. Đi, đi. Chính ngươi, chính ngươi đã dẫn dắt con ta lầm đường lạc lối. À! Ta cũng sống mạng Y Lân và trái tim Y Lân đang mang trong người, đó là của ta ban tặng, nhưng đó chỉ là trái tim của loài dưỡng trắng. Hả? Trái tim loài dưỡng trắng. Phải. Vậy thì trái tim của ta đâu? Trái tim của ngươi ta đang nắm giữ. Trả lại cho ta. Trả trái tim lại cho ta. Đây, đây. Trái tim. Cuối cùng, ngươi phải ra tay, vì đây là cơ hội cuối cùng của nhà ngươi. Chỉ có trái tim người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con mà không cần toan tính, chỉ cần trái tim này nữa thôi là ngươi sẽ thống trị cả muôn loài, là ngươi sẽ trường sanh bất tử. Nếu ngươi phản bội lại lời thề, ta đây sẽ chết và ngươi mãi mãi trở thành loài dưỡng trắng. Giết đi! Giết đi! Y Lân! Con hãy giết mẹ đi! Ngày xưa con không còn là một đứa con bé bỏng của mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, kiếp này con không tròn đạo hiếu, nguyện kiếp sau cắn cỏ ngẫm dạch báo đền ơn mẫu tử mẹ. Giết đi! Dưỡng như từ thuở xa xưa, loài dưỡng không biết tính toán tham lam, không biết mưu sâu kế độc. Mẹ ơi, mẹ ơi, không
còn kịp nữa đâu. Con muốn hát lại bài hát ngày xưa. Con muốn hát lại bài hát mà mẹ ru Y Lan thời bé nhỏ. Y Lan đêm đã khuya, mây ké bay, sương rơi ướt lạnh, trăng đã lên đưa bóng con đi về thiên thu. Xem cái tiết mục mà thấy cái sự khổ công của con, cảm ơn con để cho có một cái tác phẩm đẹp ra đời. Và phải nói rằng cái sức trẻ của tụi con đó
vừa tài năng vừa nghề nghiệp, mà vừa có một cái tư duy chánh đạo. Cô tin rằng cái điều đó nó sẽ giúp cho mấy đứa con đi vào trong nghề và ở lại nghề rất lâu. Kịch bản này thì chú thấy cái nội dung rất là tốt. Chú muốn chia sẻ với Hoàng Hải chút xíu. Khi con tự sát, con thỏa thẻ với mẹ, thì cái âm gian phải êm ái chút xíu, và cái lời thoại của con chậm rãi đi một chút xíu. Con hát thỏa thẻ thôi mà có chữ mất, chữ có mới ra cái chất đó. Anh rất là cảm ơn người đã dàn dựng cho em vở Quán Nhân Tâm này, đã tạo nên rất rất là nhiều đất diễn cho em. Đó là lời khen. Nhưng nếu như em giảm bớt lại những cái gì không đáng, chú tâm vào những phần sau cao trào hơn nữa, em có bao nhiêu lực của em là em dồn, em tống ra hết, đó là một điều tốt. Nhưng ngược lại, nó cũng là một khuyết điểm. Nhưng nói tóm lại, hôm nay anh rất rất là khâm phục em dám lem cái tiết mục này ra để em làm đêm chung kết. Một lần nữa xin cảm ơn em đã đem đến cho chúng tôi một vở diễn, và xin cảm ơn Sao Nối Ngôi Quán Quân Trường Giang đã viết cho em một cái vở rất rất tốt. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Thưa quý vị, số điểm của ban giám khảo chúng ta sẽ biết được ở những phút cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay để bình chọn cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Ông ra mày làm gì? Cái gì vậy? Tôi nhận show xong hết rồi, giờ tới giờ hát rồi đi hát chứ. Anh hát còn đi. Trời ơi, nói gì vậy Nhiên? Anh mà hát hay là anh đi hát lâu rồi, chứ đâu còn là bầu show cho em chị. Giọng anh khàn hát sao được. Cứng đi đi, hát lẹ lên cứng đi đi. Tôi không hát gì nữa thôi hết trơn á. Tôi hát bao nhiêu năm rồi, anh thấy tôi hát bao nhiêu năm rồi. Tôi làm rất nhiều thứ rồi. Tôi tập luyện vũ đạo, tôi luyện thanh, tôi đi hát show lớn show nhỏ, tôi hát tất cả mọi thứ. Tôi làm gì nghệ thuật của tôi, cuối cùng tôi được cái gì? Tôi không được gì hết. Còn có một số người á, chỉ up những clip nhảm nhí lên trên mạng thôi, thì trong một đêm họ sẽ nổi tiếng. Không phải em bỏ hát là tại vì những lý do mà em mới vừa nói đâu. Anh biết tại sao em bỏ hát. Bởi vì tình yêu. Em yêu con Diễm, nhưng mà con Diễm nó bỏ em, đúng không? Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giữ thêm mê chê. Yêu người nên khó cho thân ta, bởi yêu mà ra. Chán, muốn khoanh tay quay mặt trăng màng, ngồi đứng những nếp nhăn vầng trán, nhắc cho ta một thời yêu nàng. Nàng như nữ vương huyền bí, cùng nhan sắc kia ngự trị, làm ta đau điên thần chi. Mặc đời chê đa tình ngu si, ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi giữa thêm mê chê. Yêu người nên cố cho thân ta, với yêu mà ra chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi, ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi.
Cảm ơn tất cả các bạn đã minh họa cho chuyện tình của Tống Hạo Nhiên. Chuyện của tao là vậy đó. Mày có hiểu tao không? Tao hiểu. Tao hiểu hết á. Nhưng chính vì tao hiểu mà bây giờ tao phải tát mày cái thứ hai. Tham ta với yêu mà ra, trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Ôi tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi sức thêm mê chề. Yêu người nên khổ cho thân ta với yêu mà ra, trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Lợi hại hơn xưa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời danh ca Thái Châu. Đi vô chứ trăm gì nữa. Sao vậy anh? Tưởng tượng Thái Châu, không tình tưởng Thái Châu, tình hưởng Nguyễn Hương. Thôi chết rồi, mất điểm rồi. Dạ anh Thái Châu thì em rất thần tượng, nhưng mà tại vì cái dòng nhạc của em á, thật sự là không hát hay bằng anh Thái Châu. Không thể nào mà không có tên đâu, đợi người ta nhắc rồi mới nói. Bây giờ mới phát hiện một chuyện, khán giả hồi nào nãy giờ là nói bà Tuyết nhõng nhẽo đúng không? Bây giờ tôi thấy đây mới nhõng nhẽo nè. Nhõng nhẽo đột xuất quá dễ thương. Nhưng mà em hát đó, cái phong thái của em rất là hay, rất là trẻ trung, và hát đúng cái cách mà ý của tác giả viết những cái phách nhạc trẻ là phải hát như thế. Hát rồi động tác nhảy rồi cũng rất là tốt. Có một cái đối thoại nhỏ nhỏ ở trong bài hát này, cái tiết mục này, là cho ta thấy yêu nghề. Mình yêu cái nghề mình quyết tâm làm. Mất người yêu này có thể mình thành danh, mình trau dồi thêm cái nghề của mình, tiến bộ hơn, nổi tiếng hơn. Biết đâu có lại người yêu đó, hoặc là có một người yêu khác xứng đáng hơn. Có dạ, phải không? Dạ. Thành ra cái đây là một cái thông điệp tốt. Cảm ơn cái ý tưởng của em. Bạn là cái người bạn trẻ nhưng mà bạn có đầy đủ kinh nghiệm để trở thành một ngôi sao. Cha mẹ của con đó phát âm cái tiếng Việt rất là tròn vành rõ chữ khi mà hát cải lương. Và chính có lẽ là nhờ như vậy cho nên khi bây giờ con sang con hát nhạc mà nhạc trẻ mà nghe phát âm dễ thương quá. Dạ. Cực kỳ dễ thương. Chúc mừng con. Dạ, con xin chúc mừng. Nhớ trẻ các cháu đã làm cho chú cảm thấy vui, là nối tiếp theo những cái bậc đàn anh đàn chú đi trước. À, chúc cháu đầy đủ sức khỏe, sẽ có những tiết mục hay hơn. Dạ. Để đi tiếp đoạn đường còn lại. Dạ, cảm ơn chú ạ. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hoài Thanh. Còn bây giờ sẽ là số điểm dành cho Tống Hạo Nhiên. Xin được mời danh ca Thái Châu. Mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tống Hạo Nhiên. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tống Hạo Nhiên là 9,6. Chúc mừng bạn. Đi đâu á? Đi học chứ đâu. Đi học gì giờ này? À, ngày nào nó cũng đi chảy hết luôn á. Ê, bữa nay nó đem cái gì nữa kìa? Vỏ cá đúng không? Kệ tao. Tao nói cho mày biết, đem vỏ cá thì đi ra chợ cá mà học. Mà tao phải nói cho mày biết là mày bán cái loại cá gì mà nãy giờ tao nghe cái mùi nó thúi mà nó hôi, nó tanh dễ sợ luôn à. Kệ tao. Ê,
giữ nó lại cho tụi mày. Ê, cái nhỏ mày làm gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Không được giết, không được giết nó chết. Nó mới xong. Đạp cho nó chết chứ nó cắn người ta sao? Của tao kệ tao. Đi học đem rắn vô trường mày. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cô giáp. Cô giáp thầy. Chào cô. Có chuyện gì mà ồn? Hả? Bây giờ là giờ chuẩn bị vào lớp mà tại sao cứ ồn ào? Cô, chuyện gì? Cô, trong trường tự nhiên xuất hiện một con cái gì? Con rắn. Mấy em nghĩ sao vậy? Đúng rồi. Trường mình là xanh sạch đẹp. Đúng. Mà cái chú bảo vệ ở đây, đúng, bảo vệ rất tốt. Đúng. Mà nghĩ sao lại có rắn? Hả? Đúng. Ai đem rắn vô? Hả? Bạn lên. Trời ơi mấy em ơi, đừng có vu oan giáo họa cho người ta. Nhìn mặt em Linh đi. Đó, phù khờ, đúng không? Nhưng mà em Linh là ai? Học sinh giỏi của trường. Có hạnh kiểm luôn tốt. Nhưng đó là chuyện của trước kia kìa. Em lên đây. Dạ. Em lên đây với cô. Em làm gì vậy? Dạ đâu có gì đâu cô. Giấu cái gì sau lưng? Dạ đâu có gì đâu cô. Cột rắn đó cô. Rắn đó cô. Rắn. Đưa cô coi. Dạ. Trời ơi mấy đứa này. Mà em đi học đem vỏ cá chi? Đây là cái gì? Vỏ cá. Chứ sao mà trong đây kêu là có rắn. Kéo cu. Con rắn này của ai? Cuối cùng con rắn này của ai? Bạn lên. Trời ơi, vậy là con rắn của em đem vô đúng không Linh? Dạ đâu phải cô. Con rắn em đem vô trường hồi nãy nó còn sống. Bây giờ nó chết ngắt rồi, đâu phải của em. Trời ơi, học trò nói chuyện mà chả treo với thầy cô vậy đó hả? Nhưng mà em nghĩ ngộ ghê á. Con rắn này là rắn nước thôi, thì mà ai cũng cho nó độc. Em nghĩ là cái người mà giết nó chết mới độc hơn á. Thôi, chơi với rắn nhiều khi còn vui hơn chơi với người nữa. Cô, còn nổi đó cô. Mấy bữa bằng lên đi học, người toàn mùi rượu không? Cô, chưa hết đâu cô. Bạn còn đem sình bùng vô nữa. Thôi, chịu nổi luôn vậy. Đúng không? Em thấy chưa? Cái này là mấy bạn không có kỳ thị em đâu. Mấy bạn đang tố cáo em với cô đó. Em sao vậy? Em còn... Em làm gì vậy? Sình đó cô. Em, trò Linh. Dạ. Ngày mai em mời phụ huynh vô đây gặp tôi. Hiểu chưa? Ủa, chắc sình cũng mời phụ huynh hả cô? Jackson không mời phụ huynh, nhưng tôi sẽ gặp phụ huynh của em về việc em đi trễ nè, em cướp cua nè, em đem động vật hoang dã côn trùng vào trong đây nữa nè. Như vậy đủ gặp phụ huynh em chưa? Nếu mà chưa đủ, tôi sẽ gặp luôn thầy Quy, giáo viên chủ nhiệm của em nữa kìa. Tôi đây. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Em chào thầy. Cô Giám Thị, có chuyện gì vậy? Thầy, chuyện là như vậy nè thầy. Em nhắm em kể câu chuyện này có sinh động hơn cô hay không? Mày ghét. Thầy Quy, chuyện là như thế này nè. Thầy hiểu chưa? Tôi hiểu. Công nhận thầy thông minh thiệt á. Giờ vô học rồi, giải tán, nghỉ, khỏe, vô. Đi vô đi. Trò Linh đứng lại. Học trò ưu tú của thầy đó. Cô à, học lực của em Linh lúc nào cũng là học sinh giỏi mà cô. Đó là chuyện trước kia thầy Quy à. Từ đầu năm tới giờ, học lực và hạnh kiểm của em ấy tuột dốc trầm trọng. Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Không muốn lần nào họp hội đồng kỷ luật, tên thầy và tên của em Linh được nêu ra đầu tiên đâu. Em cảm ơn nhà trường đâu ai cho em Linh. Trời đất ơi, nếu hạ hạnh kiểm là khỏi thi tốt nghiệp, là tương lai nó u tối luôn á. Con qua xin lỗi cô đi. Con không có lỗi. Linh này, nghe lời thầy, qua hứa với cô là sẽ sửa đổi đi. Nhanh lên. Nhưng em không muốn học nữa thầy à. Linh, hay. Linh.
tìm nhà em hay vậy? Thầy đi hỏi tìm sáng giờ mới tìm thấy nhà em. Công nhận thầy cũng siêng thiệt luôn á. Chứ ai mà tìm nhà em giữa đường là quanh gì hết trơn à. Ngồi chơi đi, không phải đem lao cái ghế. Nhà em không có ai nên không có dọn dẹp. Thôi được rồi, không sao thầy. Thầy ngồi đi thầy. Được rồi. Thầy uống gì em tới thầy lấy uống nha. Thôi thầy uống gì cũng được. Chắc thầy đã uống nước mưa được đúng không? Dạ, em đã sẵn nhà em với thầy nha. Ê, mặt khoan nè. Dạ. Lại đây. Dạ, sao thầy? Ngồi xuống. Dạ. Nghe thầy hỏi nè. Dạ. Tại sao ba hôm nay không đi học? Thôi, thầy ngồi đi. Em lấy nước cho thầy uống. Dạ. Chờ em xíu. Nhà em. Trời ơi, cái này mà thầy uống thầy ăn cái này là đã lắm á thầy. Cái gì đây? Dạ rượu. Rượu của em đó hả? Dạ của em. Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không Linh? Ủa thầy dạy em, thầy biết em nhiêu tuổi hả? Trời ơi, em mới học cấp 3 thôi. Mới lớp 12 à. Dạ. Mà bày đặt nhậu nhẹt hả Linh? Trời ơi, thầy nói làm sao vậy? Mẹ em mà biết em nhậu là mẹ em quýnh đòi em tát đít luôn á. Chứ rượu này của ai đây? Cái này em nấu. Rượu này là gia truyền của nhà em. À, dạ. Là rượu gia truyền. Em nấu. Dạ, thầy uống không? À, thôi được rồi. Dạ. Không. Sao thầy? Hôm nay thầy đến đây để gặp mẹ em. Mẹ em đâu? Mẹ nào? Thì cái người hôm trước lên họp phụ huynh cho em đó. Bà đâu có ở đây? Chưa đâu. Nhà bà. Thì ra là em nhờ người khác đi họp phụ huynh cho em đó hả? Thầy nói quan cho em hoài trời. Em đâu có nhờ giả ai đâu. Chứ người đó là ai? Thôi, thầy hiểu rồi. Dạ. Thôi thầy mời mẹ ra đây để nói chuyện với thầy. Thầy à, nếu mà thầy đến đây á, về với thầy học của em á, thì em cảm ơn. Còn thầy muốn gặp mẹ em, em không thích. Thầy sẽ ngồi ở đây. Tết khi nào gặp được mẹ em thầy mới về. Mẹ ơi, thầy giáo con hôm nay muốn gặp mẹ đó mẹ. Đây là mẹ em đó thầy. Mẹ em? Dạ. Mẹ em bị tai biến một năm mấy nay rồi. Từ lúc mẹ em bệnh thì ba em bỏ đi lấy vợ khác. Thầy tưởng là ba ngày nay em học, em trốn học là đi chơi, nhưng không phải. Bỗng nhiên ba ngày nay mẹ em sốt cao quá, không có ai lo, em phải ở nhà lo cho mẹ. Em muốn viết đơn xin nghỉ học mà cũng không biết gửi cho ai hết. Bởi vì trong trường, trong lớp em không có bạn thân. Mẹ. Vậy là những gì em đi bắt ở ngoài đồng rồi đem vô lớp. Mẹ. Không phải để chọc bạn bè hả Linh? Là để đi bán kiếm tiền nuôi mẹ đó hả? Một năm mấy nay mẹ em nằm như vậy hoài, ngước mặt lên nhìn đời mà có nói được gì đâu. Đời bạc lắm nên mẹ em cứ nằm vậy hoài đó thầy à. Mẹ em dù bệnh vẫn nằm đó mà ngước mặt nhìn đời, trong khi em khỏe mạnh, hà cớ gì phải cúi mặt để mò cua bắt ốc suốt cả cuộc đời vậy Linh? Mẹ Linh. Dạ. Tại sao con cãi mẹ? Tại sao con không đi học? Mẹ ơi, nếu con đi học thì ở nhà ai lo cho mẹ? Mẹ ơi, em thà bỏ học chứ em không bỏ mẹ em được thầy ơi. Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ tìm cách giúp em.
đi học nè, thầy chỉ nè. Được rồi mấy đứa ơi. Dạ. Vào đây. À, thầy kìa. Thầy kìa. Mẹ. Thưa chị. Thưa các em. Hôm nay thầy có một tin vui. Đó là sau bao ngày đến đây ôn tập cho bạn Linh thì Linh đã đủ điều kiện để tốt nghiệp. Yeah. Em cảm ơn thầy. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Mẹ ơi. Mẹ cảm ơn. Bạn đã vừa mới làm cho chúng tôi cũng như là khán giả hồi hộp, xao xuyến, ngạc nhiên, bâng khuâng và đầy xúc cảm với lại cái tiết mục vừa rồi của bạn. Và đặc biệt là bạn cho người ta có một cái niềm tin, một cái sức sống. Con người dù khổ đến tận cùng đi nữa thì con người cuối cùng cũng sẽ giúp nhau để vươn lên. Và tiếp theo là thấy rằng Linh là một người rất là tài hoa. Bạn là diễn hài là chính đúng không? Dạ. Nhưng mà trong cái hài của bạn đó, hài có nghĩa là bạn đi tới tận cùng của một cái sự ngạc nhiên và khó tin cho tới một cái mức mà làm cho người ta không còn tin tưởng gì nữa. Và cuối cùng người ta hạnh phúc với lại cái giọt nước mắt trào ra với một cái nụ cười làm nở trái tim và làm cho sáng cái đầu của mọi người. Cảm ơn bạn. Cảm ơn cô. Tôi rất thích là cái nội dung của cái kịch bản này. Nó có cái tính xây dựng giá trị của cái hài của mình cũng phải như thế nào. Đừng có cười một cách nghĩa là không có xây dựng, không có một cái chủ đích gì hết thì nó quá uổng. Đây là một tiết mục rất giá trị. Cảm ơn. Rất là giá trị. Ngày xưa Tùng Linh có từng đi diễn với Quý nhiều. Và sau nhiều tập tôi trở lại đây, trong cái tập Lội Ngược Dòng, tôi thấy bạn hoàn toàn tiến bộ. Tôi thấy bạn hoàn toàn thay đổi. Ở đây trong chương trình Sao Nối Ngôi, bạn đã chuyển tải được cái tính nhân văn cao nhất, đó là lòng hiếu thảo. Tôi thật sự xúc động với cái cảnh mà bạn trở về, bạn vén màn gặp mẹ nằm bất động ở đó. Tôi muốn khóc lên. Tôi cảm ơn bạn. Ở đây ngôn ngữ ít, hành động bạn nhiều. Một vài câu nói đắt đã làm tôi xúc động. Tôi chúc mừng bạn trong chương trình Lộ Ngược Dòng này. Mong Tùng Linh sẽ tiến và tiến xa hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Một cảm ơn thầy. Còn bây giờ chúng ta sẽ biết số điểm 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Tùng Linh là 9,6. Chúc mừng bạn. Hôm nay con được đi học về sớm, con dắt ông nội ra công viên cho ông nội tập dưỡng sinh với mấy ông bà. Ê con qua bển con xin cho ông nội vô múa với ông nội mắc cỡ cũng giống vô. Dạ rồi, để con xin cho ông nội nha. Dạ bà ơi. Y trong bài làm gì có y. À trong bài làm gì có ai. Hải Đèo đúng không? Dạ. Mày ăn đét thôi sao mà ông vẫn trẻ như hồi xưa vậy. Thôi ơi Hải Đèo nè ông cháu. Trời đất ơi. Hải Đèo. Trời ơi sao da mặt láng con dễ thương vậy. Sao mà ông không già mà tôi già hơn ông là sao? Dạ con phải. Đi bắt cóc đi về liền. Thấy gì không? Hải Đèo. Ông. Đâu. Ai. Ôi xin lỗi. Trời ơi, sao không nội con quen rồi, cứ lần nào gặp bả là bả ủi một cái là té liền. Trời ơi, cái thằng đó là con ông đúng không? Trời ơi, nhìn cái mặt như hai giọt nước. Bậy bạ không à, cháu tôi đó, cháu nội. Ủa, mà tôi nhớ là cái năm mà tụi mình tốt nghiệp xong chưa hết trơn trọi rồi á. Là ông đi rồi mà, ông đâu còn ở đây nữa đâu mà sao bây giờ ông vẫn còn ở đây vậy? Cũng có đi, rồi về. Bởi vì đối với tôi, không có ở đâu á vui bằng ở đây. Hồi xưa là ông hát hay nhất lớp mình chứ gì nữa. Ông về ông hát chính cho tụi tôi đi. Trời ơi, già cả nhớ gì đâu hát. Ông hát được, gia nhập nhóm với tụi tôi luôn. Được không? Được. Ê, tôi nhớ hồi xưa lúc mà mình ra trường chia tay đó. Cái tôi hát cái bài này chia tay khóc hết nước mắt. Tôi nhớ rồi. Nhớ không? Rồi, tôi bấm cho ông hát nha. Rồi, bắt đầu nha. Giá biết bằng lòng người
thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc nỗi u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhạc qua thấy buồn, cảm thông được nỗi chán xa người thương, mà qua phương thăm như máu con tim, mỗi lần khẽ thêm kỷ niệm. Người xưa biết đâu mà tìm. Ôi thời quá đi, giờ đã xa rồi. Cuộc sống êm đềm trôi qua lặng lẽ, giờ nhìn lại mình mái tóc đã bạc. Ngày nào lên bảy lên ba, mà giờ đây chúng ta đã thành những ông già. Tiếng trong trường thầy cô phấn trắng, mãi theo ta đến suốt cuộc đời. Bạn bè mỗi đứa một nơi, bây giờ gặp lại thấy vui tuổi già. Bà biết đâu năm tới có còn gặp nhau. Tự nhiên gặp lại cái ký ức tuổi thơ nó ùa về, nó ùa về vô mặt à. Ừ, bây giờ không mấy, bây giờ mình chơi trò chơi ra. Chơi trò chơi hả? Ủa nhưng mà chơi cái gì? Kéo co. Chi phải à? Con dạ. Con sẵn con vô đây con làm trọng tài đi. Đứng đây nè, đứng đây giữa nè. Con để cái đôi dép con đây nè. Dạ nè, cái mức nè. Rồi bắt đầu nha. Ủa bộ nó không biết cái chơi trò này hả? Tự nó biết chơi iPad không mà cái này nó không có biết. Bắt đầu nè. Rồi con đếm đi, đếm đi. 1, 2, 3. Hai con thằng làng con đua nhau cắn nhà đứt đôi. Cha thằng làng buồn nghêu gọi con lên mới mắng trời. Hai con thằng làng con đôi thì to nhưng đã cục gọi. Ai đó ngang qua trời. Ba. À con. Đi ba đi đâu ra đây vậy ba? Ba ra chơi ở ngoài đây vui lắm con. Thì thằng Tin con không đâu? Con Tin. Dạ. Ba con. Tin. Dạ ba. Ủa. Ba giày dép con đâu? Dạ. Con dép. Ba ơi ba, sao tự nhiên ba để Tin đi chân không lỡ đạp chúng gai đinh rồi sao ba? Lấy làm mất thôi mà. Trời ơi. Rồi giờ này mấy giờ rồi ba không chịu về? 5 giờ thôi à. Rồi ba ăn uống gì chưa? Ôi trời ơi chơi vui gần chết rồi nó bụng đâu ăn. Rồi thằng Tin nó đói rồi sao ba? Không có ba, con chưa có đói. Nãy ông nội dẫn con đi ăn phá lấu rồi. Con ăn cái gì Tin? Con ăn phá lấu á. Ba, cái gì con? Tự nhiên ba cho thằng Tin ăn phá lấu rồi đau bụng trúng đực rồi nghỉ học hả ba? Con thôi con hết hiểu nổi ba. Sao con? Công chuyện con đang đăng đê đủ thứ chuyện phải lo hết. Nhiệm vụ của ba chỉ là lo cho thằng Tin thôi. Thì ba lo mà con. Ba lo mà lo cho nó vậy hả ba? Chứ ba không thương con thì ba phải thương cháu của ba chứ. Thôi. Ba lớn rồi chứ đâu phải ba còn con nít nữa đâu mà ba ham chơi quá vậy. Con mới là người dắt ông nội ra đây mà. Con, chuyện này chuyện người lớn, ba nói sao phải nghe vậy? Con hiểu hết đó. Ba đâu có thương ông nội đâu. Con, mày... Con nói cái gì vậy Tin? Bữa nay con cãi lời ba nữa đúng không? Đi qua đây với ba. Con... Tin, con hết thương ba rồi đúng không? Ba đâu có thương ông nội đâu. Sao ba bắt con thương ba được? Tin, con không được nói vậy. Con nói vậy á là con hổn, con biết không? Bởi vì vì cha mẹ sanh
cha mẹ càng lo, sợ con thơ lỡ bước lầm đường. Con ơi, con con bỏ mẹ cha, con ba xin lỗi con. Ba đừng xin lỗi con ba. Lỗi là lỗi của con nè ba. Từ trước tới giờ con nghĩ là con là nhất trên đời, nhưng mà con quên, lúc con còn nhỏ con cũng là nhất trên đời với ba, đúng không ba? Con xin lỗi ba. Những cái trích đoạn của bạn đó bây giờ nó thấy tưng tửng, nhưng mà nó cũng có một cái chiều sâu. Bạn cho người ta thấy một cái cải lương nó mang cái tính thời đại. Nhờ cái cách xử lý trong cái trích đoạn của bạn mà người cha, người con và đứa cháu nội cảm thấy hiểu được nhau và gần gũi được nhau. Và đó là một cái thông điệp rất đẹp của bạn. Cảm ơn bạn. Hải có thấy cái tiết mục này có một cái đoạn nào đó mà Hải không vừa lòng không? Con biết là có rất là nhiều khuyết điểm mà con trong cái tiết mục này, nhưng mà có nhiều sự cái lo lắng, rồi nó nhiều thứ quá làm cho mình cảm thấy áp lực nặng lắm. Có phải là giám khảo Thái Châu đang muốn nhắc đến một cái đoạn Văn Thiên Tường mà bạn ấy bỏ lửng không ạ? Đúng rồi. Con thơ lỡ bước lầm đường. Con ơi, con. Dạ cái sao lớp vậy? Đó con viết chỉ ba câu con ca tới. Không đó. Nghe cái đó để nói giùm cho con. Sở dĩ mà tôi nói đây là một cái tiết mục cải lương mà nó mang tính hiện đại là bởi vì bạn đã xử lý cái bài Văn Thiên Tường rất mới, là bởi vì không phải lúc nào người ta cũng phải ca hết nguyên bài, cũng không phải lúc nào mà mình cũng phải đi một cái ruột là buồn là buồn mà vui là vui, trong khi cái thế giới của chúng ta sống có phải gì đâu. Vừa thấy một cái đám ma đang khóc hù hụ, chưa kịp nín là đã thấy một cái đám cưới rồi. Và chính đó là cuộc sống, và cải lương là cuộc sống. Nhưng mà hãy làm đó, làm tôi hơi bị hụt hẫng ở cái chỗ mà đang hát cho mình ngưng rồi đàn nó còn lẳng tẳng làm sao á. Thì vô hình chung đó mình đang xem như thế này, mình nghĩ chắc cái cậu này quên lời. Mai hồn nha, có người cắt nghĩa cho tôi nghe nha. Đây là một cái tiết mục giá trị. Một lần nữa cảm ơn Hải nha. Chú xem mấy cái game hài á, Hải rất là có duyên. Chú chân thành cảm ơn cha mẹ con đã sinh ra con. Con có một giọng ca cải lương tuyệt vời. Cảm ơn cha. Hôm nay tiết mục của con á, diễn một cái ông lão gì là quá tốt. Phải đó là cái kịch bản con có tính nhân văn tốt. Chú khen. Cảm ơn nghệ sĩ Bạch Long. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của giám khảo Bạch Tuyết. 9,75. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,75. Số điểm của nghệ sĩ Bạch Long chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,5. Chúc mừng bạn. Nhanh đi Trâm ơi, để chạy xe à con. Cha ơi, sao mấy người đó lấy nhà của mình vậy cha? Trâm à, đâu có ai lấy ghe của mình đâu con. Cái đó là cha bán cho người ta đó. Ở đây lúc này làm ăn khó lắm, cho nên cha bán chiếc ghe này để đưa con đi ra Hà Nội. Ủa, vậy ra Hà Nội con có được diễn không cha? Không được diễn con buồn lắm. Cha có người bạn hát ở ngoài á,
kêu cha ra ngoài cho nên cha dắt con ra ngoài rồi vô đồng cải lương. Vậy là ra Hà Nội có được hát đúng không cha? Con đâu có buồn đâu, con vui lắm. Con vui hả? Ngoan. Dạ. Thôi đi con, để chạy xe. Dạ. Bao buồn kiến quý hạ, ta sẽ tha cho cha con ngươi toàn mạng sống. Đừng nhiều lời vô ích, dù có chết ta cũng quyết đáp đền ơn sông núi. Chết. Có muôn binh hùng đầu lũ che dưới thân mi thấy bao đo lường qua đớn đau xót nhà cầu xin ông thương tha quyền dù hôm nay phải chết lòng cũng quyết không xa giờ phút cuối tới nhanh đi thấy bao quy hàm lòng biết nhi bao quân ân nhưng bỏ con sao đành ta đã rời tay trường phải thua loài giang. Phạm công, ngày hôm nay tôi cũng bại với tay ta. Quân, đem Phạm công pháp trường xử trảm. Ngừng đi. Không tập nữa. Chú. Ủa gì vậy? Sao vậy chú? Con hát sai à? Con hát không có sai. Nhưng mà Vân à, con hát cái giọng này á là bà con người ta chưa có quen, người ta nghe người ta không có hiểu được. Con hiểu không? Anh Giao ơi. Dạ. Để đợt đó đi, lên tôi nói chuyện anh chút. Bố. Có gì không chú Trường? Anh à, tôi rất là thương cháu. Dạ. Nhưng mà cháu nó cứ hát vậy hoài thì tôi cũng khó xử lắm anh à. Tại chú Trường không biết đó, chứ diễn viên ở ngoài Bắc đó hả, người ta ca giọng cổ hay lắm đó chú. Thì tôi cũng biết vậy, nhưng mà cháu nó ca cái giọng Bắc á thì hát ở ngoài miền Bắc nó hợp, còn ở đây á là bà con miền Tây không mà, cháu hát tôi sợ bà con nghe không có được, anh hiểu không? Ủa nhưng mà sao mà anh nói giọng Nam mà cháu lại ca giọng Bắc, tôi không hiểu à. Tại hồi đó tôi đi ra ngoài Bắc á, cháu nó còn nhỏ, rồi nó nghe cô chú ở ngoài hát đó rồi viết rồi cái nó bắt chước theo luôn rồi chú. Bố hả? Gì ở con đây, chờ con tí. Chú, con hát miền Nam được. Ủa hả? Ủa sao nãy giờ con không hát vậy, con giống như con nói chuyện với chú vậy nè, sao con? Dạ tại lúc được lúc không. Giờ chú cho con cơ hội nữa, bây giờ làm lại cái đoạn hồi nãy con ca giọng miền Nam cho chú nghe nghe, thử coi nghe. Thử dạ. Có được không mà chú? Rồi chú tính. Rồi, ráng chậm lại nè. Ráng nha. Ráng chậm lại nè. Quân, đem Phạm công ra pháp trường xử trảm. Quân!
trăng. Hay lắm, được đó, chứ con hát được, con hát rất là hay. Bây giờ nhìn nè, hai cha con không đi đâu nữa hết, ở đây về đoàn hát cho chú chịu không? Dạ, cảm ơn chú Trường, cảm ơn chú Trường đi con. Ừ. Cảm ơn em, cảm ơn chú Hồ. Vâng, thưa quý vị, có thể quý vị luôn luôn thấy Huyền Trâm nở nụ cười trên môi mọi lúc mọi nơi, nhưng đây là lần đầu tiên mà Huyền Trâm bực khóc thành tiếng. Đâu có khóc lên tiếng đâu. Lên truyền hình lên tiếng xấu lắm. Em có thể chia sẻ là ngày hôm nay tại sao đứng bên cạnh ba mà mình lại có cảm xúc trào dâng đến như vậy? Em nhớ lại hồi lúc ra tới ngoài bến xe Hà Nội, em lấy cha đi, cha xách đồ, em tính là cha đi bỏ, em chạy theo, người nhém đến bị xe đụng chết. Cha lại ôm em, cha khóc quá trời. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho Huyền Trâm, và xin được cảm ơn anh đã đứng trên sân khấu này để cho em ấy ôm lại những kỷ niệm thời thơ ấu như vậy. Cái chương trình này nó có một cái đoạn ngắn con ca dụng cổ tiếng Bắc, cô nghe đó, cô cảm nhận được rằng cái tấm lòng của con với ba con đó, chúng ta yêu đất nước Việt Nam, và đất nước Việt Nam là có ba miền Nam Trung Bắc. Cải lương mà ra Bắc á thì anh Thành ơi, liệu bây giờ không phải là liệu của ngày xưa lừa. Và nếu như cải lương mà ra tới miền Trung á thì không phải đêm nơi, không phải đêm khóa, không phải buổi đầu táo mò. Và cái điều đó nó làm cho chúng ta tự hào cho đất nước mình. Trong một cái cải cách cái loại hình nghệ thuật cổ của dân tộc, cảm ơn ba con và cảm ơn con rất nhiều. Cái câu chuyện của con kể á, thế là vì hoàn cảnh dẫn ra ngoài Bắc này, dẫn làm cải lương, cái đó mới cái điều, cái vốn đó là vốn quý đó. Rồi cái sự diễn xuất của con thì chú nói là tiết mục của con thì bữa nay có cái gì đó xúc động làm cho chú rất quý con. Trong cái tiểu phẩm này đó, sau khi mà bắt đầu con hát giọng nam đó, con mới lại là tỉnh táo, bản lĩnh và tự tin. Người ta đã nhìn mình, người ta đã thích mình, yêu thích mình, thì bắt đầu từ đó phải tiến bộ lên nhiều. Dạ con nha, nhớ cái chỗ này. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết ạ. 9,5 số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5 số điểm của nghệ sĩ Bạch Long. Chúng ta sẽ biết được cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Xin mời ạ. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,6. Chúc mừng bạn.